trong chốc lát tiếng quyền phong ầm ầm vô số quyền ảnh màu trắng hiện ra quét sạch mọi thứ khắp bốn phương tám hướng luồng lực lượng cuồng bạo bùng nổ khiến cho hư không phía trước nhấp nháy liên tục hình thành từng luồng sóng khí cuồng bạo quét sạch mọi thứ xung quanh huyễn ảnh đông đúc dày đặc do phương bản huyễn hóa lập tức bị vô số sóng khí mãnh liệt tràn qua hơn phân nửa huyễn ảnh lập tức tán loạn biến mất chỉ còn lại ba phân thân dựa vào màn sáng để bảo vệ thân thể ngăn cản sóng khí không đợi cho Kim Mao cử viên thi triển thủ đoạn kế tiếp, ba phân thân của Phương Bàn đột nhiên mỉm cười quỷ quyệt, sau đó trở nên mờ ảo rồi biến mất không thấy gì. Kim Mao cử viên thấy vậy, trong lòng nao nao như nghĩ tới điều gì đó. Trên mặt đất, một luồng ánh sáng màu vàng bỗng xuất hiện dưới chân hắn. Từng luồng hào quang màu vàng giống như những sợi dây thường chẳng chịt từ khắp mặt đất uốn lượn như linh xà ngoi lên. Sau khi vặn vẹo một hồi, chúng trói chặt tứ chi cùng thân thể cử viên từ bên trong hào quang tỏa ra một luồng khí tức pháp tắc hùng hậu. Liền sau đó, một cây dù khổng lồ màu vàng, to khoảng trăm trượng lật ngược hiện lên trên mặt đất. Những hào quang màu vàng giống như dây thừng kia thình lình liền chui bên trong cây dù. Cự viên bị trói chặt như nêm, phảng phất giống tay cầm của cây dù lớn. Kim mau cự viên giật mình, hét lớn một tiếng, kim quang trên thân tỏa ra rực rỡ. Cơ bắp trên người điên cuồng phồng lên như vật sống, dựng đứng tất cả lông mau, hắn ra sức dẫy ruộng hắn không ngờ những hào quang màu vàng nhìn rất bình thường vậy mà chắc chắn đến mức đáng sợ. Hắn dùng lực lượng cường đại có thể rời núi lấp biển, vẫn không thể thoát ra. Một tiếng phần phật, cây dù khổng lồ màu vàng đột nhiên gấp lại, bao lấy kim mau cử viên vào bên trong. Ngay sau đó, phía trên hư không chỗ cây dù khổng lồ có chút chấn động, hiện ra thân ảnh lão già cầm bao. Gã cười nói, ha ha, bị địa võng tán của ta trói lại thì cho dù ngươi có ba đầu sáu tay, cũng đừng mơ tưởng có thể thoát ra làm tốt lắm thân hình phương bàn lóe lên một cái rồi xuất hiện bên cạnh cây dù khổng lồ cánh tay của y vung lên trong miệng bắt đầu lẩm nhẩm veo một sợi xiềng xích đen kịt hiện ra giữa không trung bên ngoài lóe lên hắc quang mơ hồ còn có chút sương mù màu đen đang lượn lờ một luồng chấn động pháp tác đặc thù truyền ra từ sợi xích trái tim của kim mao cự viên ở bên trong cây dù khổng lồ đập thình thịch hắn rất quen thuộc với khí thức của sợi xích này chính là khí thức của sợi xích đã giam cầm nguyên anh của hắn hơn 300 năm, khiến hắn phải chịu nhiều đau khổ, cách nguyên pháp liên. Kẻ phong ấn nguyên anh của ta năm đó, hóa ra chính là ngươi. Từ bên trong cây dù màu vàng, vang lên tiếng cự viên gào thét rung trời. Ha ha, xem ra cuối cùng ngươi cũng đã biết, năm đó vì khống chế tên tiểu tử nhà ngươi, khiến cho ba người chúng ta tốn không ít công sức. Tưởng rằng cái bí mật kia đã theo ngươi tan thành mây khói rồi. Không ngờ là ngươi vẫn còn sống phương bàn không nói gì chỉ có lão giả cầm bào đáp lại kim mao cử viên nghe vậy kim quang trên người lại một lần nữa phóng ra rực rỡ giấy rụa kịch liệt để thoát khỏi cây dù ngoan ngoãn nằm im cho ta lão giả cầm bào cười lạnh giơ tay vỗ xuống hư không bên ngoài cây dù khổng lồ màu vàng lập tức bùng nổ một luồng ánh sáng màu vàng chói mắt vô số phủ văn thi nhau xuất hiện bao phủ lấy cây dù khổng lồ xoay tròn một hồi khiến cho cây dù khổng lồ thu nhỏ lại rồi khép chặt thêm vài phần cùng lúc đó Phương Bàn đang niệm chú ngữ cũng dừng lại, hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết. Hắc quang bên ngoài sợi xích màu đen nhanh chóng sáng lên, xung quanh sợi xích bắt đầu xuất hiện vô số phù văn màu đen, nhanh chóng phóng to. Một không gian chấn động chậm chậm xuất hiện ở bên trên sợi xích. Ngay lúc Phương Bàn sắp hoàn tất quá trình thi triển pháp thuật thì một tiếng vang thật lớn từ trong cây dù khổng lồ truyền ra. Một chuyện không thể ngờ đột nhiên xuất hiện, cây dù khổng lồ màu vàng lúc đầu hơi phồng lên, bỗng nhiên từ bên trong phóng ra ánh sáng đủ màu ngập trời rồi hào quang màu vàng của cây dù theo đó cũng càng lúc càng sáng hơn. Lão giả cầm bào giật mình, muốn thi triển pháp thuật thúc dục cái gì đó, nhưng vừa mới há miệng, phốc, phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trở nên trắng bệch. Sau một khắc, một tiếng oanh vang lên thật lớn, cây dù màu vàng khổng lồ bị mở bung ra từ bên trong. Linh quang bên ngoài cây dù ảm đạm, một bóng người màu vàng thoát ra, dần dần phình to ra đến hơn trăm trượng. Chính là kim mau cử viên mọc ra ba đầu sáu tay. Những hào quang màu vàng quấn quanh người hắn lúc trước đã sớm bị nứt gãy, không thấy bóng dáng. Ngay sau đó, sáu tay của cử viên đồng thời nhanh chóng bấm niệm pháp quyết. Vô số điện quang màu bạc trói mắt hiện ra, bao phủ quanh người hắn tạo thành một cái trận pháp lôi điện to lớn. Mọi chuyện xảy ra nếu diễn tả thì hơi dài dòng, nhưng thực tế thì chỉ diễn ra trong một nhịp thở. Đừng có mong trốn thoát được, phương bàn trợn trừng mắt, điên cuồng hét lên, y há miệng phun ra tinh huyết, dung nhập vào trong xiềng xích màu đen trước người sợi xiềng xích phát ra hắc quang sáng ngời, đột nhiên phình to lên gấp mấy lần, hóa thành hư ảnh, rồi biến mất. Một khắc sau, bỗng nhiên nó xuất hiện trước mặt cự viên, phần phật một tiếng liền xuyên qua ngực bụng của hắn. Đồng thời, lôi quang trói mắt từ bên trong trận pháp lôi điện phóng ra ngút trời, bao phủ lấy thân hình cự viên vào bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Sợi xích vồ hụt vào hư không, phương bàn nhìn những điện mang màu bạc còn sót lại giữa không trung đang chậm rãi tiêu tán, sắc mặt trở nên âm trầm bất định hít sâu một hơi, y chậm rãi khôi phục lại thần sắc, vất tay thu hồi sợi xích màu đen về. Không ngờ tên này còn có loại thần thông này, có thể cưỡng ép thoát khỏi lực lượng pháp tắc của địa võng tán. Lão giả cầm bào bay tới, sắc mặt có chút khó coi, trầm giọng nói. Thần thông tốt vẫn là thứ yếu, quan trọng nhất là là trận pháp lôi điện của hắn. Nếu như không có cách nào phá giải, để cho hắn tiếp tục trốn thoát như vậy thì chúng ta không có khả năng giết chết hắn. Phong huynh, người am hiểu trận pháp cấm chế có thể có biện pháp nào không phương bàn lật tay thu hồi sợi xích màu đen chậm rãi nói lôi điện trận pháp này ta đã nhìn qua hai lần đối với nguyên lý hoạt động cũng hiểu rõ được chút nó là sự kết hợp giữa không gian lực và lôi điện lực nếu muốn phá giải thì cũng không có khó khăn gì nhưng mà cần phải chuẩn bị phù lục đặc biệt lần này chúng ta đi hơi vội nên lão giả cẩm bào trần trừ một chút nói ra chẳng lẽ không còn phương pháp nào khác sao nếu chúng ta có thể lấy được bí mật trên người hắn, thì bình cảnh vây khốn chúng ta bao nhiêu năm nay cũng không thành vấn đề phương bản nghe vậy, hình như có thâm ý chậm rãi nói ra. Chuyện này cũng không phải là hoàn toàn không có cách, lúc trước ta từng tu luyện một bí thuật tên là huyết nhiên tức, cần phải thiêu đốt tinh huyết và nguyên khí của bản thân mới có thể sử dụng được. Khi thi triển bí thuật này thì trong một phạm vi nhất định có thể chặn được linh lực lưu động, khiến cho trận pháp không thể hoạt động. Chắc nó có thể phá giải được lôi trận của hàn lập lão giả cẩm bào suy nghĩ một chút rồi nói Tốt, đợi lát nữa chúng ta đuổi theo hắn, ngươi liền thi triển bí thuật này để phá vỡ lôi trận của hắn Phương bàn nghe vậy, hai mắt sáng rỡ Nhưng mà, thi triển thuật này tiêu hao khí huyết rất lớn Nếu khí huyết của ta bị hao hụt nghiêm trọng, e là không có cách nào giúp ngươi đối phó với hàn lập rồi Lão giả cẩm bào có chút trần chờ nói ra Yên tâm, chỉ cần ngươi giúp ta phá giải lôi trận của hắn là được những chuyện còn lại cứ để ta lo. Phương bàn ha ha cười nói, nói xong, y vung cánh tay lên, một cỗ hào quang bọc hai người lại, hóa thành một đạo quang ảnh phóng vô cùng nhanh về phía xa, rồi lóe lên liền biến mất ở phía chân trời. chương 168, truy đuổi, giữa không chung cách đó hơn trăm vạn dặm, tại một sơn mạch tuyết phủ trắng quanh năm, xuất hiện vô số lôi điện luân chuyển, tạo thành một trận pháp đang chậm rãi xoay tròn. Tia sáng màu bạc chấp động, một bóng người to lớn xuất hiện ở bên trong trận pháp, nhìn kỹ là một con kim mau cự viên ba đầu sáu tay. Cùng với lôi điện màu bạc đang không ngừng tiêu tán, cự viên vừa mới xuất hiện cũng nhanh chóng thu nhỏ, trở về hình dạng con người. Hắn lật tay lấy ra một viên đan dược nuốt vào, sau đó liền phân biệt phương hướng, không nghỉ ngơi chút nào, hóa thành một luồng độn quang màu xanh, vận dụng toàn bộ sức lực bay về một hướng xa xa. Loại truyền tống cự ly xa như vậy tiêu hao lôi điện lực của lôi bằng không ít. Hiện tại, hắn không thể nào xác định được phương pháp truy tìm của bọn người phương bàn có bị giới hạn về khoảng cách hay không nếu gặp phải tình huống sử dụng hết lôi điện lực bên trong cơ thể mà bọn người phương bàn đuổi đến kịp thì cuối cùng ngay cả đường lui cũng không còn nhưng mà hắn còn chưa kịp bay được bao xa thì liền cảm thấy tinh huyết bên trong cơ thể đột nhiên chấn động hóa ra là hai người phương bàn lại sử dụng chiêu cũ để dò tìm vị trí của hắn hàn lập không chút nghĩ ngợi lập tức thay đổi phương hướng điên cuồng chạy trốn trong khi phi đột hắn vừa dùng toàn lực luyện hóa đan dược bên trong cơ thể vừa dùng thần thức kiểm tra thân thể từng chút một hắn muốn tìm ra được chỗ bị hạ ấn ký trên thân thể nhưng mà cho dù cho hắn dò xét bằng cách nào đi chăng nữa cũng không thể tìm ra được chút dấu vết hàn lập dùng toàn lực chạy trốn rất nhanh nhưng mà tốc độ độn quang của phương bàn lại quá nhanh chỉ hơn nửa ngày sau hắn vẫn bị hai tên kia dần dần đuổi kịp lần này hàn lập không có chút ý định nào giao đấu cùng hai tên đó lúc đối phương vừa xuất hiện trong tầm mắt một khắc sau ngân quang đã bao phủ xung quanh thân thể hắn đồm độp đồ, vô số tia chấp màu bạc luân chuyển hiện ra đang muốn hình thành trận pháp lôi điện một lần nữa cách đó mấy trăm dặm phương bàn hừ lạnh một tiếng thét vang như sấm đừng hòng y còn chưa dứt lời thanh quang trên bàn tay rực rỡ hơn bên trong xuất hiện vô số phủ văn màu xanh y vỗ vào người lão giả cầm bào ở bên cạnh một quần sáng màu xanh lập tức xuất hiện trên người lão giả cầm bào, bên trong có vô số phù văn đang chuyển động. Thân hình lão giả đột nhiên biến mất, sau đó đột nhiên xuất hiện ở một chỗ cách Hàn Lập không xa. Lúc này, trận pháp lôi điện chỉ còn một chút xíu nữa là hoàn thành. Lôi điện màu bạc xung quanh đã ngưng tụ lại cùng một chỗ tạo thành pháp trận, không ngừng tuôn ra tia sáng màu bạc, sắp sửa bao phủ thân thể Hàn Lập. Cùng lúc đó, trên người lão giả cầm bào đột nhiên hiện ra vô số hỏa diễm màu đỏ toàn thân gã lập tức hóa thành một vầng mặt trời màu đỏ huyết quang trói mắt lan ra bao phủ lấy phạm vi vài dặm xung quanh trận pháp lôi điện của hàn lập cũng bị huyết quang này bao phủ liền tiêu tán giống như băng tuyết gặp phải lửa cái gì sắc mặt hắn đột biến vào thời điểm này trong tầm mắt hàn lập đột nhiên xuất hiện một luồng đao quang sáng trói từ một nơi rất xa nhưng trong chốc lát liền đã phóng đến trước mặt đao quang giống như một tia chớp sáng trói với tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nhằm thẳng tim hắn đâm tới đồng tử trong mắt hắn lập tức co lại như lỗ kim, thanh quang bao phủ toàn thân phóng ra mạnh mẽ. Hắn lách ngang qua một bên né tránh, huyết quang chợt hiện ra, thân hình hàn lập xuất hiện cách đó hơn 10 trượng, trên cánh tay là một vết thương rất lớn, lộ ra cả xương cốt bên trong, máu tươi liên tục chảy ra. Sắc mặt hắn trở nên khó coi, không thèm xử lý vết thương, toàn thân lập tức phóng ra kim quang mãnh liệt, biến thành sơn nhạc cử viên. Bên ngoài làn da hiện ra vô sô lân phiến màu vàng phủ kín thân thể thân hình phương bàn vừa rồi không biết ẩn nấp chỗ nào bỗng xuất hiện phía sau đao quang phất tay bắt lấy trường đao sáng như tuyết gã không nói hai lời thân hình vụt sang trái rồi sang phải dao 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 bốn tên giống phương bàn như đúc hiện ra ở hai bên trái phải mỗi tên đều cầm một thanh trường đao sáng chói với tốc độ nhanh như chớp đồng loạt lao thẳng đến hàn lập cả năm thanh trường đạo trong tay chúng tỏa ra năm luồng đao quang sáng lóa năm phân thân của phương bàn đột nhiên hợp lại năm luồng đao quang sáng trói dung nhập với nhau thành một thể, hóa thành một đao ảnh sương mù. Đao ảnh này với tốc độ nhanh gấp mấy lần, lướt đi tạo thành tầng tầng đao ảnh chồng chất lên nhau, nhằm thẳng trái tim của Kim Mao cử viên mà đâm. Không gian xung quanh vào lúc này bỗng nhiên trở nên cực kỳ chậm chạp, chỉ còn lại đao quang giống như mộng ảo. Bụp, đao quang như mộng ảo đâm cơ thể của Kim Mao cử viên, xuyên thẳng ra phía sau lưng. Tuy nhiên không trúng tim, mà bị lệch một chút, Kim Mao cử viên phun ra một ngụm máu tươi, trong mắt hắn hiện lên vẻ khiếp sợ, sau đó giơ tay, hung hăng đập một trưởng lên ngực. Phanh, thân thể cự viên bị bắn lui về sau, trong miệng lại phun ra một ngụm máu tươi, hóa thành một luồng huyết quang dung nhập vào trong thân thể hắn. Làn da toàn thân hắn đột nhiên biến thành màu đỏ máu. Trước ngực và sau lưng hắn đồng thời hiện lên một phù văn màu máu to lớn, tản mát ra huyết quang vô cùng chói mắt. Phanh, thân thể cự viên đột nhiên nổ tung, hóa thành một luồng huyết quang, quay cuồng rồi bắn về phía trước, lập tức thoát khỏi phạm vi bao phủ của huyết quang do lão giả cầm bào thi triển pháp thuật. Vô số điện quang màu bạc từ bên trong huyết quang bắn ra, rồi lập tức ngưng tụ thành trận pháp lôi điện. Điện quang lóe lên chói mắt, huyết quang bên trong trận pháp biến mất không thấy tung tích. Lão giả cầm bào trợn mắt há hốc mồm, cả phương bàn và hàn lập đều hành động nhanh như chớp khiến gã chưa kịp phản ứng thì bóng dáng của hàn lập đã biến mất tại chỗ. Năm phân thân của phương bàn lại nhập lại làm một, y nhìn chỗ hàn lập mới vừa biến mất, sắc mặt trở nên tái mét lão giả cầm bao tụng niệm chú ngữ ngọn lửa màu máu trên người lập tức tắt lịm sắc mặt lão tái nhợt vôi vàng lấy ra một viên đan dược nuốt vào đáng chết lại để cho hắn chạy thoát phương bàn giận dữ nói sắc mặt có chút nôn nóng hàn lập đã biết được lão giả họ phong sẽ thi triển bí thuật huyết nhiên tức dĩ nhiên sẽ đề cao cảnh giác nếu bọn chúng muốn sử dụng bí thuật này một lần nữa để phá vỡ trận pháp lôi điện chỉ sợ không được không thể ngờ được tên hàn lập này lại giảo hoạt như vậy chúng ta nên làm gì bây giờ? Lão giả cầm bào bay tới, sắc mặt vẫn còn hơi tái. Đuổi theo hắn trước, rồi nói sau. Phương bàn thoáng trầm mặc một chút, liền nói. Y phất tay bắn ra một luồng thanh quang, bao phủ hai người lại. Cách đó trăm vạn dặm, trận pháp lôi điện bỗng nhiên xuất hiện, sau đó lại tiêu tán. Huyết quang lóe lên, thân hình hàn lập lảo đảo loạn trọng ngã xuống, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Bên ngực trái, cách trái tim hắn ba phân, một vết thương hở cả xương thịt bên trong vẫn còn đang chảy máu hắn nhìn vết thương ngay ngực nghĩ đến vẫn còn sợ nếu như lúc nãy hắn không lách người né tránh trong tích tắc thì tim hắn đã bị đâm thủng nát bấy như tương rồi nghĩ đến một đao như mộng như ảo kia hắn hơi hít mắt lại rõ ràng là lúc trước phương bàn còn ẩn giấu thực lực tranh thủ lúc hắn không kịp đề phòng mà ra tay xém chút nữa là hắn đã gặp nạn rồi nhưng mà dựa theo tình huống lúc nãy nếu đối phương muốn thi triển cái xiềng xích quỷ gì kia, thì cần một thời gian nhất định để thi pháp. Hàn Lập suy nghĩ như thế, sau đó lật tay lấy ra một phù lục màu xanh lá, dán lên vết thương. Phù lục phát ra một luồng lục quang nhu hòa, thẩm thấu vào trong vết thương. Máu tươi lập tức ngừng chảy, miệng vết thương cũng nhanh chóng khép lại. Hắn tiếp tục lấy ra một viên quy nguyên đan nuốt vào. Thanh quang trên người tỏa ra, hóa thành một luồng độn quang bay đi, đồng thời vận công luyện hóa đan dược. Không ngoài dự đoán, hơn nửa ngày sau bọn phương bàn lại đuổi tới lần nữa dựa vào công hiệu của quy nguyên đan thương tích trên người hàn lập đã hồi phục bảy tám phần lần này hắn đã rút kinh nghiệm chỉ cần phương bàn cùng lão giả cẩm bào đến gần phạm vi mà thần thức của hắn có thể cảm ứng được liền sẽ lập tức thi triển trận pháp lôi điện truyền tống đi phương bàn rất phẫn nộ còn trong lòng cũng trở nên nặng nề nếu như không có cơ hội tiến đến gần hàn lập mặc dù còn khá nhiều thủ đoạn thì y cũng không có cách nào thi triển được Chuyện đã đến nước này, tự nhiên y cũng không thể buông tha được. Mấy ngày sau, trên không trung tại một khu rừng rậm tối thui, một luồng độn quang màu xanh lướt qua, nhanh chóng bay về một nơi ở phía xa xa. Bầu trời trên khu rừng, mây đen trồng chất thật dày, thỉnh thoảng có từng luồng tia chớp to lớn đánh xuống. Từ xa nhìn lại giống như sấm chớp bình thường, bên trong độn quang, sắc mặt hàn lập ngưng trọng, vừa né tránh lôi điện, vừa bay nhanh về phía trước. Cách bìa rừng đang bị sấm chớp mười mấy vạn dặm, hai bóng người lóe lên rồi xuất hiện. Chính là phương bàn cùng lão giả cầm bao, mắt thấy khu rừng trước mặt bị lôi điện phủ đầy, lông mày hai người cũng nhíu lại, nhưng không hề chùn bước mà lập tức bay vào. Nửa tháng sau, trên không trung tại một sơn mạch đỏ thấm, một luồng độn quang nhanh như chớp bay nhanh về phía trước. Khắp nơi dưới sơn mạch đỏ thẩm đều đang bị lửa thiêu đốt không ngừng, khói đen bốc lên cuồn cuộn, che khuất cả bầu trời. Độn quang màu xanh liên tiếp né tránh khói đen cùng với lửa mạnh, bay nhanh về phía trước mấy chục vạn giảm phía sau, sắc mặt phương bàn cùng lão giả cẩm bào hơi khó coi, đang không ngừng đuổi theo. Hai bên một đuổi một trốn, trong nháy mắt đã hơn một tháng trôi qua. Trên không trung tại một khu vực đầm lầy khổng lồ, vô số hồ quang điện màu bạc hiện ra, lập tức ngưng tụ thành một trận pháp lôi điện. Một tiếng sét nổ vang, thân hình hàn lập xuất hiện ở trung tâm trận pháp. Hai hàng lông mày của hắn đang nhíu chặt, liên tục bị truy đuổi gần hai tháng, mặc dù sử dụng không ít đan dược để bổ sung, nhưng lôi bằng lực bên trong cơ thể hắn vẫn tiêu hao nhanh chóng. Hắn đã cố tình giới hạn số lần sử dụng nhưng mà vẫn không thể khôi phục được một nửa so với lúc đầu. Mỗi lần sử dụng trận pháp lôi điện để truyền tống thì khoảng cách cũng trở nên càng lúc càng ngắn. Đợt truyền tống vừa rồi cũng chưa được 50 vạn dặm. Hai người phương bàn ở đằng sau dĩ nhiên cũng đã phát hiện điều này, càng đuổi theo gấp. Sắc mặt Hàn Lập có chút âm trầm, tiếp tục bị động như vậy không thoát được thì sớm muộn gì cũng bị đối phương làm cho thể xác và tinh thần trở nên vô cùng mệt mỏi. Có điều, dựa theo quan sát và phán đoán của hắn trong suốt thời gian qua, hình như người thi pháp dò tìm vị trí của hắn không phải là phương bàn, mà chính là lão giả cầm bào bên cạnh y. Lão giả kia không những có thể dò tìm ra vị trí của mình, lại còn có thể thi triển pháp thuật hóa giải trận pháp lôi điện, đã thế còn có hậu thiên pháp khí có thể vây khốn người khác. Chính là một mối họa lớn, nhất định phải tiêu diệt. Trong đầu Hàn Lập nhanh chóng suy nghĩ bỗng nhiên hắn nhíu mày lại, hóa thành một luồng độn quang, bay theo một hướng khác. Một lát sau, phía trước chuyển đến tiếng sóng vỗ bờ, phía trước xuất hiện một hải vực khổng lồ. Nước biển hơi có màu đỏ thấm, phát ra một mùi rỉ xét gắt mũi. Hắn nhìn qua nước biển cuồn cuộn phía dưới, suy nghĩ một chút. Sau đó liền tiếp tục bay sâu vào bên trong hải vực. Một lát sau, hắn dừng lại gần một đảo nhỏ màu đỏ thấm, rộng hơn 10 dặm. Chính là chỗ này, Hàn Lập thì thào lẩm bẩm hắn hít một hơi thật sâu, bỗng nhiên giơ hai tay lên. Mấy chục luồng linh quang màu lam đồng loạt nhanh chóng bắn ra khắp bốn phương tám hướng, liên tiếp bay xuống dưới biển, không thấy bóng. chương 169, phản kích, những linh quang màu lam từ trong tay hàn lập bay ra tứ tán chính là hơn 10 cái trận kỳ, trận bản lớn cỡ vài tắc. Sau một khắc, từng vầng sáng màu lam từ bốn phía trong biển tuôn ra, rồi nhập lại thành từng trận pháp phù văn huyền ảo. Mỗi trận pháp lớn nhỏ không đều, xoay tròn một hồi. 10 ngón tay Hàn Lập bắn ra các tia sáng màu xanh trong, mỏng như sợi tóc không ngừng chui vào những pháp trận phù văn kia, khiến chúng đan vào nhau, dung hợp, một lần nữa nhập lại, rồi biến mất. Sau trọn vẹn gần nửa canh giờ, khi tất cả trận pháp phù văn vừa nãy hiện lên đều đã biến mất, hắn không nói hai lời liền thúc giục pháp quyết. Vô số hồ quang điện màu bạc hiện ra bên ngoài thân hắn, rồi ngưng tụ thành một trận pháp lôi điện. Điện quang lóe lên, thân ảnh Hàn Lập biến mất sau một khắc hắn đã xuất hiện ở ngoài hai ba mươi vạn dặm nhưng vẫn ở phía trên chỗ hải vực đỏ thẫm này ở giữa không chung cách nơi này không biết bao nhiêu vạn dặm phương bàn cùng lão giả cẩm bào được bao phủ trong một chùm ánh sáng màu xanh bay nhanh như điện đến phía trước lão giả cẩm bào thì một tay cầm la bàn màu vàng tay kia bấm đốt miệng lẩm nhầm qua mỗi một đoạn thời gian lão ta sẽ lại thi triển bí thuật cảm ứng để nắm giữ vị trí hàn lập tên kia lại truyền tống một lần nữa sau một lúc lâu Lão giả Cẩm Bào khẽ kêu một tiếng. "Hướng nào?" Phương Bàn không ngừng lại, khẽ cau mày nói, "Hướng đông bắc, nhưng khoảng cách truyền tống lần này ngắn hơn, chỉ có hơn 20 vạn dặm." Lão giả Cẩm Bào suy nghĩ một chút, rồi nói, "Tốt, xem ra hắn không kiên trì được bao lâu nữa đâu." Phương Bàn nghe vậy thì vui vẻ, lập tức thay đổi phương hướng, phi độn tới phía đông bắc. Lúc này, chỉ sau hai canh giờ, bọn chúng liền phát hiện thân ảnh Hàn Lập ở xa xa. Sắc mặt Hàn Lập trắng bệch, có chút bối rối nhìn về phía sau, cánh tay lại vung lên. Vô số hồ quang điện màu bạc hiện ra, ngưng tụ thành một trận pháp lôi điện. Một tiếng sét đánh vang lớn, hắn một lần nữa truyền tống đi. Lần này khoảng cách truyền tống ngắn hơn, chưa tới 20 vạn dặm. Phương bàn vui mừng hơn, y lấy một viên đan dược nuốt vào, khôi phục tiên linh lực đã tiêu hao không ít. Ánh sáng màu xanh quanh người y tỏa rực rỡ rồi bắn đi nhanh hơn. Sau hơn một canh giờ, phương bàn lại bắt kịp hàn lập thêm một lần nữa sắc mặt Hàn Lập bối rối, tốc độ phi độn tăng lên cao nhất, nhưng mà so với tốc độ của phương bản vẫn chênh lệch khá lớn. Khoảng cách giữa hai bên nhanh chóng rút ngắn, trong nháy mắt chỉ còn ngàn dặm. Hàn Lập vung cánh tay lên, đùng đùng, trên thân hắn một lần nữa lại hiện ra điện quang màu bạc. Sắc mặt phương bản trầm xuống, dù Hàn Lập có tiếp tục giấy ruộ thì cuối cùng cũng trốn không thoát khỏi lòng bàn tay y, nhưng đã đuổi gần hai tháng, y hầu như đã mất hết kiên nhẫn, không muốn tiếp tục dây dưa nữa. Khiêm chi huynh, nhanh, Phương bàn khẽ quát một tiếng, ánh sáng màu xanh trong tay tỏa sáng. Vô số phù văn màu xanh vần quanh, vỗ vào trên thân lão giả họ Phong. Một quầng sáng màu xanh lại hiện ra, thân ảnh lão giả lóe lên rồi biến mất. Sau một khắc, lão ta đã xuất hiện ở ngoài ngàn dặm gần chỗ Hàn Lập. Bên ngoài thân lão ta đã sớm hiện ra vô số ngọn lửa màu đỏ máu, hừng hực thiêu đốt. Hào quang màu máu đột nhiên tỏa ra chói mắt, bao phủ phạm vi hơn 10 dặm trong nháy mắt. Mà lúc này Hàn Lập còn chưa thi triển ra lôi trận nên chắc chắn là không cách nào truyền tống đi được. Phương bàn thấy vậy, một tay nắm chặt hư không, một ánh đao sáng trắng như tuyết xuất hiện, quanh người y dày đặc ánh sáng màu xanh. Vô số phù văn màu xanh cũng hiện ra khiến tốc độ một lần nữa lại nhanh hơn gấp bội. Trong nháy mắt, y vượt qua khoảng cách ngàn dặm, ánh đao trong tay sáng rực. Vào thời khắc này, điện quang màu bạc trên thân Hàn Lập ở bên trong huyết quang càng tăng lên, cuồn cuộn một hồi, rồi hóa thành một con lôi bằng màu bạc to hơn 10 trường trên thân nó có từng vòng hồ quang điện màu bạc to lớn quấn quanh, rung động liên hồi. Lôi bằng giang hai cánh ra, một vệt điện quang màu bạc hiện ra. Thân ảnh nó biến mất, rồi xuất hiện tại hư không ngoài ngàn dặm phía trước. Hư, vây khốn con thú kia, phương bàn hư lạnh một tiếng, thân hình y nhoáng một cái xuất hiện ở bên cạnh phong khiêm chi, vất tay bọc lấy lão ta. Ánh sáng màu xanh quanh người y chấn động một cái, bao trùm hai tên, rồi lập tức hóa thành một thanh ảnh mơ hồ đuổi theo lôi bằng. Trong nháy mắt, chúng đã bay qua ngàn dặm, xuất hiện ở sau lưng lôi bằng. Lôi bằng vỗ mạnh hai cánh, trên thân hồ quang điện màu bạc lưu chuyển, lần nữa như tia chớp thoát ra ngoài ngàn dặm. Nhưng mà huyễn ảnh màu xanh do bọn phương bản biến thành như giỏi trong xương. Tốc độ của chúng cũng vô cùng mau lẹ, lập tức đuổi theo sát đằng sau. Trên thân lôi bằng chợt hiện lên tia chớp màu bạc, liên tục thi triển lôi độn thuật. Mỗi một lần như vậy đều khó khăn lắm mới duy trì được khoảng cách với hai tên kia. Vì vậy, trong khoảng thời gian ngắn, phương bàn vẫn chưa thể đuổi theo kịp. Một tia chấp màu bạc cùng một huyễn ảnh màu xanh biến ảo lao nhanh như ánh chấp trên mặt biển, truy đuổi nhau. Huyễn ảnh màu xanh vẫn sáng ngời như lúc ban đầu, nhưng mà hồ quang điện trên thân lôi bằng phát ra càng lúc càng ảm đạm. Điện quang màu bạc lóe lên, lôi bằng xuất hiện ở một gần một hòn đảo đỏ thẫm. Hồ quang điện màu bạc trên thân nó đã cực kỳ ảm đạm, dường như không thể thi triển lôi độn thuật được nữa. Thân hình nó hóa thành một đạo lôi quang màu bạc, bay tới phía xa. Mặc dù, Tốc độ lôi quang nhanh nhưng so với lôi độn thuật thì chậm hơn quá nhiều. Thanh ảnh lóe lên, bọn phương bàn như bóng với hình đuổi theo tới, nhìn thấy thế rất vui mừng, lập tức bám sát. Đợi một chút, Phong Khiêm Chi nhìn hải vực phía trước, lông mày lão ta chợt nhíu một cái. Nhưng mà lời lão ta còn chưa dứt, trong mắt phương bàn tràn đầy vẻ khao khát có thể chạm đến lôi bằng phía trước, nên lập tức ánh sáng màu xanh quanh thân y lại sáng ngời, tốc độ lại nhanh hơn. Y mang theo lão giả xuất hiện ở chỗ hơn trăm trượng sau lưng lôi bằng. Ánh đao trong tay y rung rung, tỏa ra tầng tầng lớp lớp đao ảnh, định chém tới. Đúng vào thời khắc này, y thấy hoa mắt, cảnh sắc xung quanh thay đổi, thân ảnh lôi bằng phía trước đã biến mất vô tung. Bản thân y đã ở trong một không gian màu lam, vừa mới vào trong không gian màu lam này, phương bàn lập tức cảm thấy dưới thân truyền đến một lực hấp dẫn kéo xuống giống như bị vòng xoáy hút vào. Lực hấp dẫn mạnh mẽ kia không thế nào dứt ra được, rồi lại như sóng lớn vỗ bờ liên miên không dứt, làm cho tốc độ di chuyển của y cũng chậm lại vài phần, thân hình y khẽ động thân ảnh bỗng nhiên hư ảo hóa thành một tàn ảnh sương mù phóng cực nhanh tới phía trước chỉ nghe một tiếng bành vang lên trong hư không bên ngoài ngàn trượng đột nhiên nhột nhạo lên một hồi rung động kỳ dị một vách ngăn màu thủy lam hiện ra giữa không trung thân ảnh phương bàn đâm sầm vào liền lộ ra chân thân y không nói hai lời nhấc một tay lên lập tức trong tay xuất hiện trường đao màu đen bổ thẳng về phía trước một ánh đao màu đen vô cùng lớn bỗng nhiên hiện ra chém lên trên bức vách tiếng ầm ầm rất lớn vang lên phía trên bức vách màu lam sáng lóng lánh bỗng tách một tiếng nứt ra một khe hở hẹp dài phương bàn thấy thế khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh lại dựng đao lên định chém tiếp một đao nhằm phá vỡ hoàn toàn nhưng mà phía trước bức vách có ánh sáng màu lam lưu chuyển trong nháy mắt lại khôi phục nguyên trạng lúc này phong khiêm chi cũng đã tới bay đến đã bên cạnh y cau mày nói đây là một loại trận pháp cấm chế thủy thuộc tính đẳng cấp cao có thể điều động thủy chi lực tràn đầy trong phạm vi vạn dặm hải vực xung quanh để không ngừng bổ sung phần tiêu hao của trận pháp. Do đó, từ trước đến nay có danh xưng là dùng cứng khó phá, nên khó mà chỉ bằng vào võ lực mà có thể đơn giản bài trừ. Tên này so với 300 năm trước càng thêm khó chơi. Sắc mặt Phương Bàn lạnh lẽo, nghiến răng nghiến lợi nói: "Nhưng ta thấy lôi điện lực trong cơ thể hắn tiêu hao gần khô kiệt, chỉ sợ thật sự cũng không cách nào bỏ trốn nên mới bày ra khốn trận bực này nhằm kéo dài thời gian chúng ta truy kích." đợi ta phá trận này, không bao lâu lại có thể tiếp tục đuổi theo hắn. Phong Khiêm Chi mở miệng nói, vậy làm phiền Khiêm Chi huynh rồi. Phương bàn gật đầu nói, Phong Khiêm Chi phi thân lên, đi vào vị trí ở giữa không gian màu lam, đặt hai tay trước người bấm pháp quyết, miệng lão ta cũng vang lên tiếng ngâm tụng. Vòng quanh khuôn mặt của lão ta đột nhiên lóe lên ánh sáng màu đỏ. Từng ngọn lửa màu đỏ máu bắt đầu bốc cháy lên, nhưng vào lúc này, phía trên đỉnh đầu của lão ta lại đột nhiên rung động điện quang màu bạc xoẹt từ bên ngoài trận thân ảnh Hàn Lập lại bỗng nhiên tập kích tới. Lúc trước hoàn toàn chính xác là lôi điện lực của hắn bị tiêu hao cực lớn, nhưng lại không phải đã đến mức giàu hết đèn tắt. Sở dĩ hắn biểu hiện dáng vẻ lôi điện không tốt, trên thực tế hoàn toàn là để dụ dỗ bọn phương bàn mà thôi. Chỉ thấy một tay hắn bấm niệm pháp quyết, rồi bỗng nhiên ấn xuống phía dưới. Chân thủy đai trong tay kia lập tức lay động điên cuồng, miệng túi tỏa hào quang màu đen mãnh liệt. Vô số trọng thủy màu đen ầm ầm tuôn ra như sông lớn bại đê, rồi bỗng nhiên hóa thành một con trọng thủy giao long, toàn thân đen kịt nhào tới phía lão giả cầm bào. Trọng thủy giao long nặng như toàn núi, thân thể uốn lượn lao nhanh đi, làm cho hư không xung quanh ông ông tác hưởng. Toàn bộ hư không đều bị trọng lực đột nhiên xuất hiện đè ép xuống làm chấn động không thôi. Vầng mặt trời bọc quanh thân lão giả đỏ như máu, lão ta tiến hành bí thuật hơi thở đốt máu đã đến thời khắc mấu chốt, một khi bị cắt ngang, chẳng những lãng phí tinh huyết một cách vô ích kiếm củi 3 năm thiêu một giờ, mà còn phải chịu bí thuật cắn trả, gặp trọng thương. Lão ta vội vàng lấy tâm thần liên hệ, gọi ra một cái bảo giáp cố kỹ màu xanh đen che chắn thân thể, đồng thời nói to với Phương bàn. Phương lão đệ, giúp ta, lời còn chưa dứt, thân ảnh thanh niên áo đen bỗng nhiên hư hóa. Một phân thân đã vung tay lên, một thanh trường đao màu đen đột nhiên chém ra ngoài. Lại có hai nhân ảnh khác nhoáng một cái chợt hiện ra, kéo lê từng vệt hư ảnh đứt quãng ở giữa không trung, cấp tốc lướt đến phía Hàn Lập. Hàn Lập như không nhìn thấy công kích của Phương Bàn, tay mạnh mẽ thúc dục pháp quyết, điều khiển trọng thủy giao long tăng tốc lao thẳng tới phong khiêm chi. Lúc trước luyện chế trọng thủy văn lôi, cần tiến hành khống chế bất đồng về độ tinh chuẩn của trọng thủy mà số lượng dòng suối trọng thủy cần khống chế lớn gần như nửa cái hồ, nên hắn cần tiên linh lực sung túc hơn nữa và phải toàn bộ tinh thần quán chú. Thân thể trọng thủy giao long đen thui sông lên lao xuống, va chạm với thanh trường đao màu đen của phân thân phương bản đi trước, chỉ phát ra một tiếng phúc trầm đục, liền nuốt sống đao ảnh. Sau một khắc, đầu giao long ngẩng cao, thoáng cái sông vào tên phong khiêm chi lúc này từ trong cơ thể lão ta đang tuôn ra mặt trời màu đỏ máu chỉ nghe một tiếng ầm vang rất to thân thể lão giả như bị núi cao đập vào thân hình rơi thẳng xuống huyết quang toàn thân lão ta bỗng nhiên tán loạn bảo giáp cũ kỹ trên thân tỏa sáng hào quang vô số phù văn xanh đen ở trên áo giáp sáng lên rồi bỗng nhiên như bạo vũ lê hoa bắn về phía thủy long phốc 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 một hồi âm thanh liên tục nổ ra phía dưới thân thể trọng thủy giao long ở bên trong phù văn xanh đen lượn lờ ầm ầm tán loạn. Giữa không trung, Hàn Lập thấy thế, khóe miệng lại nhếch lên tỏ ra vui vẻ. Tuy nhiên, thân hình hắn không hề phóng vào tới trước dù khó khăn lắm mới tránh được đuổi giết của phân thân phương bàn. Mà lôi quang quanh thân lóe lên, đột nhiên hắn lao vọt trở lại phía sau. Phương bàn thấy thế, trong lòng chợt cảm thấy không ổn. Ba đạo thân ảnh lại đồng thời lóe lên ánh sáng màu xanh, lao tới phía biên giới không gian màu lam. Chỉ thấy thân thể trọng thủy giao long ở bên trong vừa rồi bị phá vỡ, đột nhiên không hề dấu hiệu mà hiện ra 20 quả cầu màu đen, lớn chừng nắm đấm, lửng lơ giữa không trung. Nhìn chúng không thấy chút linh lực chấn động nào ở bên trong, mà lúc này giao long biến thành trọng thủy đầy trời, rồi tức thì hóa thành một luồng nước lũ bay tới chỗ Hàn Lập, chui vào trong cơ thể hắn không thấy bóng dáng. Lúc này, phía trên những quả cầu đột nhiên sáng lên từng đường vân màu bạc, rồi từng sợi tia điện cực kỳ nhỏ từ bên trong đột nhiên thấp thoáng hiện ra. Chương 170, Dê Tế thần. Phong Khiêm Chi nhìn những quả cầu đột nhiên xuất hiện ánh trước kia thì trong lòng cảm thấy hồi hộp. Một cảm giác không ổn tràn lên đầu lão ta. Lão ta suy nghĩ, rồi vội vàng huy động liên tục cả hai tay, quanh thân hào quang bảo vệ tỏa ra rực rỡ. Lão ta tế ra một lượt bảy, tám pháp bảo hộ thân dạng rỡ linh quang. Từng tầng quang cháo hiện ra bên ngoài cơ thể lão, ầm ầm, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, rồi lại tiếp tục vang lên không dứt hơn 20 quả trọng thủy văn lôi nổ liên tục như pháo. Từng vòng hồ quang điện màu bạc cuồng bạo tràn ra, khuếch tán ra bốn phương tám hướng, lập tức bao phủ cả phạm vi gần ngàn trượng. Phù văn dày đặc trên bảo giáp của Phong Khiêm Chi vừa mới thoáng hiện, lập tức bị tan biến. Đồng thời, những bảo vật hộ thân khác bị một vầng mặt trời màu đen vô cùng to lớn nuốt vào. Một luồng sóng khí cuồng bạo như bài sơn đảo hải, lớp lớp dũng mãnh lao tới bốn phương tám hướng, áp súc hư không đến sụp đổ hư không hiện ra từng vết dạn màu đen thấy mà giật mình phía dưới những cơn sóng lớn màu đỏ trên mặt biển bị vỡ tan mặt biển bốc lên những luồng hơi nước màu đỏ nhạt toàn bộ mặt biển trong nháy mắt đều bị trọng lực áp bách xuống tạo thành một cái hố to nước biển xung quanh cuốn lên cao thành con sóng màu đỏ cao mấy chục trượng cuộn xuống phía dưới không gian màu lam bao phủ vùng biển cũng không chịu được cự lực này mà ầm ầm vỡ nát qua mấy giây sau động tĩnh kinh người này mới dần tan hết khi chấn động của không khí lắng lại, hòn đảo nhỏ phía dưới chỉ còn lại lẻ tẻ vài hòn đá vụn nham nhở lộ ra trên mặt biển. Mặt biển xung quanh còn lưu chút chấn động, vẫn chưa yên ả mà tiếp tục cuộn lên từng lớp sóng nhấp nhô. Trên một tảng đá nhỏ, toàn thân lão giả họ phong đầm đìa máu me, đang nằm đó. Bảo giáp của lão ta hoàn toàn bị phá tan, trên người còn lưu lại rất nhiều mảnh rách nát của pháp bảo phòng hộ. Tuy bị thương rất nặng nhưng lão ta vẫn chưa vẫn lạc. Thân ảnh hàn lập đột nhiên hiện ra ở bên ngoài ngàn trường ánh mắt hắn quét qua thủy vực phía dưới, lập tức nhìn chằm chằm vào lão giả. Giờ phút này, lão giả họ Phong cũng ngẩng đầu lên, nhìn về phía Hàn Lập, trong ánh mắt lão ta tràn đầy vẻ oán độc. Hàn Lập tràn ngập sát ý, hư lạnh một tiếng, đang định phi xuống. Nhưng vào lúc này, hư không xung quanh đột nhiên lóe lên thanh quang. Năm đạo thân ảnh phương bản giống nhau như đúc đột nhiên xuất hiện, đao quang trong tay chúng rung lên. Thân hình chúng ở giữa không trung giao thoa lại rồi phóng tới hắn năm ánh đao màu đen đồng thời trở nên như mộng huyễn tầng tầng lớp lớp đâm thẳng tới trái tim hắn hàn lập thấy vậy thì giảm tốc độ lại dầm một tiếng đao quang như xét đánh chúng vào lưng hắn khiến chân cực chi mô lập tức vỡ vụn máu tươi bắn ra tung tóe lộ ra một vết thương sâu tới tận xương hàn lập mượn cự lực này mà tăng tốc phóng thẳng đến chỗ lão giả họ phong đồng thời hắn lắc nhẹ cổ tay một cái một hạt trâu lớn chừng hạt nhãn từ trong tay lập tức bắn đến đỉnh đầu lão giả giờ phút này Phong Khiêm Chi không ngừng kêu khổ. Pháp bảo hộ thân của lão ta đều đã hỏng, bản thân lại bị trọng thương, trong lúc nhất thời khó mà né tránh. Mắt thấy trên hạt châu kia lại sáng lên lôi quang thì trong mắt lão ta lập tức toát lên vẻ tuyệt vọng. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, lão dùng tay vỗ lên đỉnh đầu. Một mảnh kim quang tỏa ra trên đỉnh đầu, hiện ra một tên tí hon. Toàn thân nó lóe lên kim quang, định thuấn di bỏ chạy. Nhưng một tiếng nổ vang rung trời, quả trọng thủy lôi châu mà Hàn Lập đã bỏ ra giá tiền rất lớn mua được kia, lại không có dấu hiệu nào, liền nổ tung. Một mặt trời màu đen như tòa núi lớn đột nhiên xuất hiện, hiện ra mấy trăm luồng lôi điện màu tím xanh to hơn trăm trượng, lộ ra một cỗ lực lượng pháp tắc làm người sợ hãi. Chỉ nghe một trận âm thanh đông đốc nổ vang, các luồng lôi điện màu tím xanh phảng phất như là những sợi roi điện trong tay thiên thần, tùy ý quất ra bốn phương tám hướng. Nguyên Anh cùng nhục thân của Phong Khiêm Chi bị cuốn vào trong đó, lập tức tan thành mây khói. Nhưng vào lúc này, một tia thanh quang đột nhiên từ trong nhục thân bị nổ tung của lão ta phóng vụt ra, lóe lên một cái rồi thuấn di biến mất. Trong nháy mắt, nó liền chui vào trong cơ thể của Hàn Lập khi hắn đang ra sức thoát khỏi vùng nổ. Ngay lúc Hàn Lập tiêu diệt phong khiêm chi, phương bàn lại không tiến lên mà còn lùi lại một chút. Trước người y chẳng biết từ lúc nào hiện ra một sợi xiềng xích màu đen, mặt ngoài hiện ra từng vòng phù văn màu đen lượn lờ không thôi. Ngay sau đó, ánh mắt của y lóe lên, thân hình chấp liên tục phóng thẳng đến chỗ Hàn Lập một tiếng ầm ầm vang rất lớn, vầng mặt trời màu đen to lớn kia nổ tung một lần nữa, hóa thành một mảng hào quang to lớn màu đen, nhanh chóng khuếch tán ra xung quanh. Hàn Lập và Phương Bàn khó khăn lắm mới thoát ra khỏi phạm vi bao phủ của hào quang màu đen, nhưng vẫn khó tránh khỏi bị ảnh hưởng. Thân hình cả hai đều có chút bất ổn, phóng thẳng lên trời. Quanh thân Phương Bàn rực rỡ ánh sáng xanh, chân bước trên không trung nhanh gấp mấy lần. Thân hình y chấp động một cách bất thường, rồi đứt quãng biến mất, một bước đã nhanh chóng đuổi kịp Hàn Lập. Trong lòng bàn tay y sáng rực ô quang, xiềng xích đen kịt được hắc vụ bao phủ quấn quanh cổ tay y, view một cái, bắn thẳng đến bụng Hàn Lập. Hàn Lập thấy vô cùng căng thẳng, muốn tránh né cũng không kịp, vội vàng há miệng, phun ra mấy ngụm máu, quay tít một vòng quanh thân thể hắn, biến thành mảng huyết vụ lớn. Xoẹt một tiếng, xiềng xích đen nhánh lóe lên xuất hiện bên trong huyết vụ. Mà gần như ngay lúc xiềng xích chui vào, huyết vụ liền quay cuồng. Từ đó, một huyết ảnh bắn ra, sau mấy cái chấp động, liền xuất hiện bên ngoài ở ngàn dặm, rồi lại lóe lên, rồi biến mất không thấy. Huyết phụ tán loạn, sợi xiềng xích kia cũng tiêu thất vô tung. Bên ngoài hơn 10 vạn dặm, trên không trung của một vùng hải vực màu u lam, đột nhiên xuất hiện tia chớp sáng rực. Từ trong đó, Hàn Lập toàn thân đầy vết máu lảo đảo xuất hiện, mất thăng bằng, xém chút rơi xuống biển. Giờ phút này, sắc mặt của hắn so với lúc trước càng thêm tái nhợt. Hơn một tháng bỏ chạy liên tục, lại thêm tình thế cấp bách vừa rồi phải thúc giục huyết ảnh đột, làm cho nguyên khí của hắn bị tổn thương không ít. Hắn hít một hơi thật sâu, ổn định tâm thần, nuốt vào một viên quy nguyên đan, sắc mặt mới trở lại bình thường một chút. Sau đó, hắn nhắm mắt lại, đưa thần thức dò vào trong đan điền. Quả nhiên, giờ khắc này ở trên nguyên anh của hắn một lần nữa lại xuất hiện bốn sợi xiềng xích màu đen quen mắt. Mặt ngoài của chúng chấp động u mang, còn có từng sợi xương mù màu đen lượn lờ. Thấy tình hình này, hắn thở dài một hơi may mà hắn phản ứng kịp thời mà cái xiềng xích quỷ dị này cũng chưa thi triển xong hoàn toàn nếu để cho đối phương lại phong ấn nguyên anh thì đúng là phiền phức lớn dù vậy tiên linh lực trong cơ thể hắn lại bị phong ấn mất một nửa nhưng ngay sau đó hắn nhướng mày trên nguyên anh lai có một tia hắc quang lơ lửng lúc sáng lúc tối tia này chính là từ trên thân thể tàn phế của lão giả cẩm bào trước khi vẫn lạc bắn ra đây không phải là một loại cấm chế lợi hại gì được tên kia chuẩn bị trước mà chắc là một loại tiêu ký thần hồn nào đó. Nếu hắn có đủ thời gian thì có thể tự tiêu trừ toàn bộ, nhưng bây giờ đối phương hiển nhiên sẽ không cho hắn nhiều thời gian như vậy. Có chút ý vị sâu xa chính là khí tức toát ra trên tia hắc quang này lại không phải của lão giả cầm bào, mà là của thanh niên áo đen. Hàn Lập nghĩ vậy, đột nhiên trên mặt lóe lên dị sắc, ngẩng đầu nhìn về hải vực phía trước. Sau khi suy nghĩ một lát, hắn liền độn quang lao đến một chỗ sâu trong hải vực. Sau thời gian ước chừng một nén nhang, hắn đứng trên một vùng biển, ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc. Thần thức của hắn dò xét xuống phía dưới, trong phạm vi hơn 10 vạn dặm dưới hải vực đúng là bình yên lạ thường. Dưới biển sâu, không phải là ít cá tôm, nhưng yêu thú lại chỉ lác đác, không có mấy. Vừa nghĩ đến đây, trên người hắn bỗng nhiên sáng lên độn quang, lao vút vào chỗ có yêu thú sâu bên trong hải vực. Đồng thời, hắn thu liếm lại hơi thở, cả người như biến thành một tảng đá, lặng yên không một tiếng động lặn xuống đáy biển. Cùng lúc đó, thần thức khổng lồ của Hàn Lập tản ra, bao phủ lại ấn ký, tầng tầng lớp lớp bao bọc nó lại, tận lực áp chế nó liên hệ cùng ngoại giới. Không lâu sau khi Hàn Lập chìm vào đáy biển, giữa không trung lóe lên thanh quang, thân ảnh Phương Bàn từ hư không xuất hiện. Y nhắm mắt cảm ứng một chút, nhìn xuống hải vực phía dưới. Mặc dù đạo ấn ký thần hồn mà y lưu lại bị lực lượng nào đó áp chế, nhưng y vẫn có thể mơ hồ cảm ứng được một chút. Gặp tình huống này, trên mặt y lộ ra một tia cười lạnh, cả người y bỗng nhiên hóa thành một đạo thanh hồng kín đáo bay thẳng xuống dưới đáy biển với độn tốc của y thì chỉ trong chớp mắt đã xuống tới đáy biển bốn phía một mảnh đen kịt yên tĩnh im ắng ánh mắt của y quét nhìn bốn phía sau đó y nhìn thấy một tảng đá lớn ở phía xa ngoài mấy trăm trượng y không nói hai lời liền vò tới hắc quang lóe lên trong tay một đạo ánh đao màu đen dài mấy trăm trượng bỗng nhiên xuất hiện hung hăng chém xuống tảng đá lớn ánh đao lướt qua toàn bộ mặt biển bị tách thành hai nửa một tiếng oanh, đao quang chém vào tảng đá lớn, nhưng tảng đá không như dự đoán sẽ bị bổ ra khiến cho Phương Bàn thấy nao nao. Mà phía sau tảng đá lớn, đột nhiên hiện ra thân hình Hàn Lập. Hắn hóa thành một đạo hắc quang, bay ngược về phía sau, trên miệng còn mang theo một tia tiêu ý, không dễ nhìn thấy. Hai tiếng viu viu, từ bên trong cơ thể Phương Bàn bay ra hai bóng người, một trái một phải. Trường đao màu đen trong tay chúng đang rung lên, lập tức hai đao quang một trái một phải từ hai bên giao nhau, chém tới hàn lập. Một ánh đao có hình chữ thập màu đen được hình thành. Trên đao chấp động khí lạnh kinh người chém về phía hàn lập. Những nơi nó đi qua làm cho nước biển sôi trào. Hàn lập dường như đã sớm chuẩn bị, hai tay giày đặc lân phiến đan chéo nhau ngăn trước người. Một tiếng keng vang lên rất lớn, thân hình hắn bị cố cự lực này đánh bật ra ngoài. Vào thời khắc này, một tiếng gầm giận dữ từ đằng xa truyền đến. Toàn bộ đáy biển lắc lư như có động đất mặt đất nơi đáy biển nổ ầm một tiếng, vô số đá vụn bắn ra bốn phương tám hướng, một bóng đen khổng lồ như ngọn núi nhỏ từ dưới đất chậm rãi thoát ra, tản mát ra một cỗ khí thức cường đại làm người ta phải sợ hãi. Mà tảng đá lớn màu đen nhìn không đáng chú ý trước đó lại chính là một u thịt bên ngoài thân của đối phương. Phương bàn giật mình, liền dừng truy sát Hàn Lập, giờ phút này, Hàn Lập nhìn về phía phương bàn nhếch miệng cười một tiếng. Sau đó, thân hình hắn thoát một cái tiềm nhập vào trong một rãnh biển gần đó thân ảnh thậm chí ngay cả khí thức của hắn đều biến mất, vô ảnh vô tung. Phương bàn kêu thầm một tiếng không tốt, trên thân thanh quang lóa mắt lập tức tiêu tán, y đang định thu liếm khí thức. Nhưng bóng đen khổng lồ đột nhiên lóe lên ánh sáng xanh, hiện ra một đôi mắt to lớn màu xanh biếc, nhìn gắt gao vào phương bàn. Bên trong đôi mắt xuất hiện ngọn lửa xanh lục, mang theo một cỗ sát ý đáng sợ. Phương bàn hơi hồi hộp một chút, xong hồi lâu cảm thấy không còn e ngại. Giờ phút này, y đã thấy rõ bóng đen kia, nghiễm nhiên là một con bạch tuộc màu tím đen vô cùng to lớn, chừng hơn ngàn trượng. Bên ngoài thân của nó mọc đầy các khối u màu đen to như những tảng đá lớn, lân phiến màu tím đen che kín tám cái vòi, phảng phất như cánh tay của ác ma, cuồng vũ không ngừng, khuấy cho nước biển kịch liệt quay cuồng. Phía dưới đôi mắt màu xanh lục, nứt ra một khe hở, lộ ra một cái lỗ lớn đen nhánh, mơ hồ có thể nhìn thấy hàm răng trắng hiếu. Cho dù là ai thì cũng biết một khi bị nuốt vào trong đó thì tuyệt đối không có đường sống chân tiên cảnh hậu kỳ, con người phương bản có chút co rụt lại, tự lầm nhầm. chương 171, bất đắc dĩ phải làm. Veo, tất cả các vòi của con bạch tuộc to lớn đột nhiên thu lại chính giữa. Rồi thân hình to lớn của nó bỗng nhiên hóa thành một bóng đen mơ hồ, áp bách tới chỗ phương bản. Cảnh trên thoạt nhìn như là một ngọn núi lớn màu tím đen đang di chuyển nhanh chóng dưới đáy biển, trông vô cùng quỷ dị. Thân hình nó còn chưa đến thì một luồng lực áp bách không cách nào nói rõ khiến nước biển xung quanh cuồn cuộn. Một con sóng vỗ tới phía phương bàn khiến cho ánh sáng xanh bên ngoài cơ thể y rung động biên cuồng, thân hình y lắc lư một hồi, rồi như là bị cự nỏ bắn, bay ngược ra xa. Sau khi loạn trọng liên tiếp mấy bước, phương bàn mới miễn cưỡng ổn định được thân hình. Mà con bạch tuộc to lớn kia thình lình đã xuất hiện ở một chỗ cách y chưa tới trăm trượng. Tám cái vòi hung hăng đánh tới, xẹt qua nước biển tạo thành từng vệt sáng như tuyết, phát ra âm thanh nổ vang như sấm rền. Phương bàn tuy kinh nhưng chưa loạn, ánh sáng xanh lóe lên trên người y, lập tức hóa thành năm cái thân ảnh giống nhau như đúc phóng nhanh như điện tán loạn ra bốn phía con bạch tuộc to lớn bay vụt tới nhưng tám cái vòi hơi chậm lại dường như không ngờ phương bàn còn có ngón này nhưng chỉ sau một khắc tám cái vòi vẫn mang theo xu thế vạn quân tiến đánh ầm ầm đập xuống lập tức loạn thạch bắn tung tóe quật cho mặt đất dưới đáy biển thành mấy cái mương rất sâu dài đến mấy trăm trượng mà phương bàn biến thành năm phân thân thừa dịp này tránh thoát khỏi nguy hiểm do cái vòi quất tới trong chấp nhoáng rồi phóng nhanh như điện lên trên mặt biển con bạch tuộc to lớn tức giận gầm lên một tiếng hai mắt lóe vằn lên tia xanh lục há cái miệng lớn ra một tiếng xoẹt xoẹt bắn ra năm luồng lôi điện màu tím đen to cỡ thùng nước năm luồng lôi điện màu tím đen nhìn bề ngoài bình thường không có gì lạ nhưng tốc độ lại cực nhanh hơn xa lôi điện bình thường chúng lóe lên đuổi theo chuẩn xác bổ vào trên người năm phân thân phương bàn năm tiếng nổ tung vang lên trong đó bốn phân thân phương bàn trong ánh điện màu tím đen vỡ vụn biến mất chỉ còn lưu lại một chân thân ngoài cùng bên trái y bị bắn ra phía trước ộc một tiếng phun ra một ngụm máu tươi lớn tuy nhiên y dường như cũng không bị thương quá nặng xoay một vòng liền ổn định lại thân thể nhưng quần áo phía sau lưng y rách ra một mảng lộ ra một kiện nội giáp màu vàng đậm bề mặt phủ đầy lân phiến màu vàng đậm giờ phút này cái nội giáp này bị đánh lên một vệt sâu lân phiến phía trên cũng vỡ vụn không ít nhiễm nhiên tổn hao nhiều linh tính nhưng cuối cùng cũng không bị đánh thủng. Phương bàn thấy vậy, hầu như không chút nghĩ ngợi, lại hóa thành một đạo thanh hồng chói mắt, dùng tốc độ không thể tưởng tượng bay tới phía trước. Giống, con bạch tuộc to lớn giống lên một tiếng phẫn nộ, tám cái vòi lắc lư liên tục. Thân hình nó lại một lần nữa hóa thành một bóng đen mơ hồ, gắt gao đuổi theo đằng sau đạo thanh hồng. Tốc độ của nó ở trên biển cực nhanh, so với phương bàn cũng không chậm hơn nhiều. Cả hai một đuổi một chạy, lập tức biến mất ở phía xa, nước biển chậm rãi khôi phục bình yên. Lúc này, thân ảnh Hàn Lập mới từ trong cái khe dưới đáy biển bay ra, nhìn về hướng Phương Bàn cùng con bạch tuộc to lớn bay đi. Trong mắt hắn hiện lên vẻ trần chờ. Ngay sau đó, hắn lại hóa thành một đạo thanh ảnh, bay theo hướng đó. Kế hoạch trước mắt xem như thành công sơ bộ, nhưng thực lực hải thú này tuy mạnh, chưa hẳn có thể lấy được mạng Phương Bàn nên vẫn không thể khiến hắn hoàn toàn yên tâm. Giờ phút này, độn tốc của Hàn Lập thua xa Phương Bàn cùng con bạch tuộc to lớn kia. Bây giờ, hai bọn kia cũng đã sớm bay ra phạm vi cảm ứng thần thức của hắn. Nhưng, chấn động tiên linh lực lưu lại thật sự quá rõ ràng. Lần theo chút ít dấu vết này, hắn bám theo một đoạn gần nửa canh giờ. Sau một lát, thân hình hắn dừng lại, ngoài mấy trăm dặm phía trước, nước biển giống như sôi trào, đang điên cuồng sùng sục. Vô số vòng xoáy cuồn cuộn không ngớt, mặc dù hắn ở đây nhưng vẫn có thể cảm nhận được từng con sóng lớn đang vỗ bờ mang theo man lực mãnh liệt mà ở trung tâm có chút hít hỗn loạn rõ ràng lại có quang cầu lớn hơn 10 dặm bên trên quang cầu có vô số hồ quang điện màu tím chói mắt và sương mù màu đen bốc lên chỗ giao thoa giữa hồ quang điện và sương mù hình thành từng vầng sáng màu tím đen sau đó nổ tung từng luồng lực lượng hủy thiên diệt địa bắn ra bốn phương tám hướng thậm chí ngay cả mặt đất dưới đáy biển đều không ngừng bị xé rách từng khối nham thạch đỏ sậm bị nóng chảy bắt đầu chảy ra linh vực không không quá giống hẳn là cùng một loại với thần thông linh vực hàn lập cảm thụ được quang cầu to lớn đang tản mát ra linh áp đáng sợ thì thào tự nói một câu trong nội tâm hắn không khỏi hiện lên vẻ nghĩ đến mà sợ chính hắn dẫn xuất con hải thú khổng lồ này mặc dù có được thực lực khủng bố không thua chân tiên cảnh hậu kỳ nhưng nó tựa hồ thuộc về một loại mãng hoang dị trùng chưa triệt để mở ra linh trí nếu không ở thời điểm hiện thân nó liền phát động thần thông linh vực như vậy chỉ sợ chính hắn cũng gặp nạn theo rồi Ý nghĩ này lóe lên trong đầu hắn rồi biến mất, nó đã bị hắn vứt bỏ ra khỏi đầu. Tiếp theo, hai mắt hắn nổi lên một tầng lam quang, nhìn quang cầu phía trước, mơ hồ có thể chứng kiến hai cái thân ảnh một lớn một nhỏ ở trong đó đang di chuyển nhanh chóng, thỉnh thoảng va chạm nhau giao phong. Thân ảnh to lớn tất nhiên là con quái vật biển bạch tuộc kia, nhưng giờ phút này thân hình nó vốn như một tòa núi lớn lại thu nhỏ chỉ còn thân ảnh cao vài chục trượng, càng trở nên linh hoạt. Một thân ảnh khác chính là phương bàn, Phương bàn dường như ở trong không gian quang cầu, tốc độ bị hạn chế rất lớn nên ở vào hoàn cảnh vô cùng xấu, thỉnh thoảng y bị cái vòi đánh bay. Giờ phút này, thoạt nhìn y vô cùng chật vật, sắc mặt trắng xám, tóc tai bù xù, ánh sáng xanh trên người đã ảm đạm. Nhưng trên đỉnh đầu phương bàn có một bộ hỏa quyển màu bạc trôi lơ lửng, từ đó phun ra vô số phù văn màu bạc. Phù văn cuốn quanh người y tạo thành một màn sáng ngân phù, khiến cho mặc dù không ngừng bị đánh bay, nhưng y cũng không bị thương quá nặng. Dầm, phương bàn một lần nữa bị một cái vòi nhanh như điện đánh bay ra ngoài. Màn sáng ngân phù chợt sáng liên tục, trải qua thời gian dài chém giết, con quái vật biển bạch tuộc này giống như đã có chút không kiên nhẫn. Nó huy động vòi với tốc độ càng lúc càng nhanh, tần suất phương bàn bị đánh chúng cũng tăng theo. Giờ phút này, trong lòng phương bàn khổ không thể tả. Với tu vi hôm nay của y cũng không cách nào phá vỡ cái không gian quang cầu màu tím đen giống như linh vực này. Nếu cứ tiếp tục như vậy tuyệt không phải là kế lâu dài, một khi tiên khí trên đỉnh đầu bị phá y chắc chắn sẽ vẫn lạc tại đây vừa nghĩ đến đây lòng căm hận của y đối với hàn lập càng mãnh liệt vào thời khắc này con quái vật biển bạch tuộc đang điên cuồng vũ động vòi thì đột nhiên ngừng lại miệng bỗng nhiên há to một dòng mực đen kịt phun ra với khí thế phô thiên cái địa phương bàn chỉ cảm thấy một mùi tanh hôi gay mũi đập vào mặt trong óc trở nên mê muội trong lòng của y run sợ vội vàng thúc giục thần thức lực khu trừ những thứ khác thường trong đầu đồng thời họa quyền màu bạc trên đỉnh đầu io o, -O -N, n g một tiếng tỏa sáng hào quang vô số phù văn màu bạc từ đó tràn ra xoay tròn hóa thành một quang thuẫn màu bạc hình cái mâm phảng phất như một vầng trăng sáng ngăn trên đỉnh đầu tiếng xì xì vang lên khi quang thuẫn màu bạc bị dòng mực màu đen chạm đến mặt ngoài của nó lập tức bốc ra từng sợi sương mù bị ăn mòn thành đầy những lỗ tổ ong mảng mực lớn màu đen thẩm thấu vào tiếp tục chụp xuống phương bàn trong tình thế cấp bách lập tức phương bản biến đổi pháp quyết trong tay, miệng truyền ra vài tiếng chú ngữ tối nghĩa. Phụt phụt, hỏa quyền màu bạc lập tức hừng hực bốc lên những ngọn lửa màu bạc, rồi lập tức bao phủ cả màn sáng ngân phủ quanh người y. Xa xa nhìn lại, toàn thân phương bản biến thành một hỏa cầu màu bạc bốc cháy rừng rực. Những dòng mực màu đen khuynh đảo kia vừa lao xuống ngọn lửa bạc, lập tức hóa thành từng sợi khói đen tán loạn ra. Nhưng mà không chờ phương bàn nghỉ ngơi, tám cái vòi của con quái vật biển bạch tuộc đột nhiên giãn thẳng băng thành tám cây trường côn, thoáng một phát biến ảo thành trùng trùng điệp điệp côn ảnh từ bốn phương tám hướng ầm ầm đánh tới phương bàn. Tiếng nổ động trời liên tiếp truyền đến, hỏa cầu màu bạc vô cùng run rẩy, mà ngọn lửa của hỏa quyền lơ lửng trên đỉnh đầu phương bàn càng ngày càng trở nên nhỏ lại, mắt y thấy chống đỡ không được bao lâu, liền sắp tán loạn hết, hoàn toàn biến mất. Không, ta không cam lòng, phương bàn rú một tiếng, rồi đột nhiên như nghĩ đến cái gì đó, là tay lấy ra một viên đan dược màu xanh nhạt. Đan dược này chỉ lớn chừng ngón cái, nhưng toàn thân tản mát ra từng đợt chấn động linh lực kinh người phía trên nó còn mơ hồ có rất nhiều phù văn màu xanh vô cùng nhỏ tạo thành hình một con dao long nhỏ bé màu xanh trông rất sống động đan dược này có tên là thanh dao đan vì đột phá chân tiên cảnh hậu kỳ y bỏ ra số tiền rất lớn chuẩn bị một viên linh đan tuy không phải đạo đan nhưng giá trị không kém cỏi hơn chút nào so với đạo đan nhất phẩm bình thường hiện giờ y lấy đan này ra đương nhiên cũng không phải là muốn đột phá cảnh giới Đan này có một hiệu quả kỳ diệu, chính là có thể kích phát tiềm lực người dùng thuốc trong thời gian ngắn có thể bộc phát ra chiến lực cường đại vượt xa cảnh giới của bản thân. Dùng đan này, người thể nghiệm sẽ ở cảnh giới cao hơn một tầng, có thể mạnh mẽ tăng tỷ lệ đột phá. Phương bàn không cân nhắc quá lâu, há miệng nuốt viên đan dược đang cầm trong tay. Ánh sáng xanh vô cùng sẫm đậm ở bên ngoài thân của y lập tức tỏa rực rỡ. Khí tức của y vốn đã suy sụp nay lại là được nâng lên liên tiếp trong nháy mắt không những khôi phục được trình độ trước kia, mà vẫn còn tiếp tục tăng cao. Lúc này, toàn bộ tiềm lực trong cơ thể y dường như bị ép phải phát ra. Chấn động tiên linh lực từ trên người y bộc phát điên cuồng. Tia sáng màu xanh trên người y phảng phất sáng rực lên như ngọn lửa. Một chùm quang điểm màu xanh sáng người hiện ra khắp nơi trên toàn thân y, nhấp nháy bất định, giống như 23 con mắt hấp háy không thôi. Nhưng ngay sau đó, ở một chỗ trên thân thể y bỗng sáng lên một điểm ánh sáng màu xanh lạ thường. Sau một khắc, hai mươi bốn quang điểm phảng phất như đồng cảm, đột nhiên đồng thời sáng ngời lên, khiến cho khí thức trên người y tăng nhanh lên một lần nữa, lại mờ mờ ảo ảo sắp xỉ đạt đến trình độ ngang bằng con quái thú bạch tuộc. Phương bàn đột nhiên cắn đầu lưỡi, há mồm phun ra một búng máu tươi, dung nhập vào trong hỏa quyển màu bạc trên đỉnh đầu. Hỏa quyển vốn đã đến sát danh giới bị hư hỏng, nhưng sau khi máu tươi của y dung nhập vào, ngọn lửa bạc bao bọc hỏa quyển đột nhiên bùng lên, hóa thành một hỏa cầu màu bạc lớn mấy trượng phù văn màu bạc vốn đang bao bọc kia quanh người phương bàn đột nhiên đều cuồn cuộn bay về, nhao nhao dung nhập vào bên trong hỏa cầu. ầm ầm, hỏa cầu màu bạc lửa cháy ngút trời bay lên, sau đó một tiếng vang rất lớn, phía dưới nổ tung. Vô số ánh sáng bạc sen lẫn sóng khí cuồng bạo quét ra bốn phương tám hướng, cứng rắn ngăn cản côn ảnh to như núi do tám cái vòi bạch tuộc biến thành lại. Phương bàn thừa cơ hóa thành một đạo thanh ảnh mơ hồ, nhanh như điện bay ra phía mép ngoài quang cầu y chẳng biết từ lúc nào đã một lần nữa cầm trường đao màu đen trong tay trong nháy mắt y đã tới đến chỗ biên giới không gian quang cầu y không nói hai lời ánh sáng xanh bên ngoài thân tỏa ra rực rỡ thoáng một cái lại huyễn hóa thành bảy thân ảnh giống như đúc tay bảy tên phân thân đều cầm trường đao màu đen tỏa đao quang rực rỡ mà trước đây khi tách ra chúng chưa từng có hào quang bảy phân thân đồng thời hung hăng lao đến phía trước chém ra mở cho ta bảy đao quang màu đen lướt đến nửa đường đột nhiên hợp lại làm một hóa thành một đao quang hùng vĩ lớn gần nghìn trượng, chém lên màn sáng màu tím ngăn trước người y. Giặc giặc, màn sáng tím đen óng ánh chợt hiện ra một vết dạn rất sâu do bị chém, rồi vỡ vụn ra, thành một cái lỗ hổng lớn. Phương bàn lập tức hóa thành một vệt ánh sáng xanh, nhanh như chớp bắn ra. Sự việc nói thì rất dài dòng, kỳ thật chỉ diễn ra qua một hai nhịp thở. Đến khi con quái vật biển bạch tuộc đuổi theo, thì thân hình phương bàn đã bay ra ngoài rất xa, biến mất trong nước biển minh mông chương 172, chấm dứt. Đáng tiếc, Hàn Lập nhìn theo hướng phương bàn bỏ chay, rồi nhanh chóng thu hồi ánh mắt. Tên kia bị kinh sợ một trận, cũng đã trọng thương nên mặc dù sẽ không bỏ qua cho hắn, nhưng ít ra thì trong một thời gian ngắn y có muốn nhưng cũng không đủ lực. Hắn nghĩ như thế, nhìn con quái vật bạch tuộc đang nổi trận lôi đình, toàn thân hắn bỗng nhiên hóa thành một luồng u ảnh mơ hồ, ép sát mình xuống đáy biển bay về một phía xa xa. Dưới đáy biển, hắn bay một hơi hơn mấy vạn dặm sau đi xác định con bạch tuộc kia không phát hiện ra tung tích của mình, liền lập tức phóng vọt ra khỏi đáy biển. Hắn lơ lửng giữa không trung, hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết. Oanh long long, vô số hồ quang điện màu bạc xuất hiện, hóa thành một lôi trận. Âm thanh sét đánh vang rền, bóng dáng của hắn lập tức biến mất vô ảnh vô tung. Một khắc sau liền xuất hiện cách đó mấy vạn dặm, hắn không dừng lại nghỉ ngơi, lại lập tức thi triển lôi trận thêm lần nữa, tiếp tục truyền tống đến một chỗ khác cách chỗ vừa xuất hiện mấy vạn dặm qua không biết qua bao nhiêu lần truyền tống liên tiếp như thế, cuối cùng Hàn Lập cũng dừng lại trên không của một hòn đảo không người có diện tích không lớn lắm. Hắn lật tay lấy ra một đống trận kỳ, trận bàn lớn. Hắn tìm một mảng đất trống, sử dụng những món đó cùng vài thứ khác trên đảo, tốn hơn nửa ngày mới có thể bố trí ra đại trận tinh thần, giống hệt trận pháp tinh thần trên đảo Ô Mông. Xung quanh đảo nhỏ, hắn thi triển 10 trận pháp phòng hộ, bao phủ tầng tầng lớp lớp lên toàn bộ hòn đảo. Phòng hộ rất chặt chẽ dù là chân tiên hậu kỳ đến đây, cũng phải tốn thời gian mới có thể phá vỡ được. Sau khi làm xong mọi chuyện, Hàn Lập thở phào nhẹ nhõm. Hắn khoanh chân ngồi xuống giữa đại trận tinh thần trên hòn đảo. Không lâu sau, từng tầng hào quang các màu thay phiên nhau xuất hiện, bao phủ toàn bộ hòn đảo vào bên trong, nhìn cực kỳ bắt mắt. Nhưng cũng may là chỗ này là một hải vực vô cùng hoang vu, đến một bóng người cũng chẳng có thì không cần phải lo lắng là sẽ có người có ý xấu ngấp nghé. Trời chuyển nhanh về đêm, các ngôi sao đã bắt đầu xuất hiện trên đảo hiện ra một mảnh tinh quang sáng chói màn sáng cấm chế xung quanh cũng không thể che giấu được từ trên không trung vô số ngôi sao chiếu xuống ngưng tụ thành bảy cột trụ sáng chói tinh quang giáng xuống đảo tiếng ù ù trầm đục vang lên trên đảo lúc nhanh lúc chậm âm thanh vang xa mấy chục dặm thời gian trôi qua trong nháy mắt đã hơn hai tháng màn sáng bao trùm toàn bộ đảo nhỏ bỗng phát ra âm thanh oanh rồi biến mất bóng dáng hàn lập hiện ra hắn đang cầm trong tay một sợi xiềng xích màu xanh đen dài cỡ cánh tay lần này nguyên anh của hắn không bị phong ấn hoàn toàn cộng với kinh nghiệm lúc trước nên chỉ tốn gần một tháng là phá vỡ được phong ấn của sợi xích nhưng mà bây giờ trên mặt hắn không có vẻ vui mừng chút nào về cái ấn ký bên trong cơ thể hắn dùng bất cứ thủ đoạn gì cũng không thể xóa bỏ hoàn toàn thời gian trôi qua sau khi phương bàn hồi phục thương tích thì sẽ có khả năng lại đuổi theo hắn thêm lần nữa nhưng mà đến bây giờ đối phương vẫn chưa xuất hiện, làm cho trong lòng hắn mơ hồ có chút bất an, không thể diễn tả được. Hắn im lặng lơ lửng giữa không trung, ánh mắt chớp động. Sau một lát, hắn hít một hơi thật sâu, hình như là đã quyết định làm chuyện gì đó. Hàn lập thu hồi lại trận kỳ, trận bàn bố trí trên đảo nhỏ. Sau đó, hắn liền hóa thành một đảo thanh hồng bay về một phía xa. Thời gian trôi qua nhanh chóng, nháy mắt đã hơn ba tháng trôi qua. Trên đại lục hoang lan, bên trong một mảnh sơn mạch chạy dài không đứt một tiếng thét mừng rỡ đột nhiên vang lên tiếng thét đinh tai nhức óc vang dội giống như có thể xuyên thủng trời cao một khắc sau một vệt thanh quang trói mắt lóe lên tại một chỗ bên trong sơn mạch nhoáng một cái liền biến mất sau đó lại thần không biết quỷ không hay xuất hiện giữa không trung bên trong thanh quang là một tên thanh niên mặc trang phục màu đen hai mắt chớp động tinh quang chính là phương bàn lúc này chỗ y xuất hiện tàn ảnh của vệt thanh quang lưu lại đang chậm rãi tan đi ha ha, thật là trời giúp ta, không nghĩ tới sử dụng viên thanh giao đan trong thời khắc sinh tử lại có thể giúp ta đả thông khiếu thứ 24. Phương bàn cười điên cuồng, nói to, trong lúc y nói, từng luồng uy áp khổng lồ từ trên người tỏa ra. Giờ phút này, y chỉ cần giơ tay, nhấc chân cũng đều phát ra uy thế lớn lao, cơ thể giống như là đã thoát thai hoán cốt. Y đã hoàn toàn chính thức bước vào chân tiên cảnh hậu kỳ. Y mừng rỡ cảm nhận biến hóa bên trong cơ thể, sau một hồi lâu mới dần bình tĩnh trở lại, khẽ nhếch môi cười lạnh. "Hàn Lập, cứ trốn thỏa thích đi, cuối cùng thì ngươi cũng không thể thoát khỏi lòng bàn tay của ta đâu." Lời nói còn chưa kịp dứt thì thân hình của y đã hóa thành một vệt thanh hồng mờ ảo, dùng tốc độ nhanh khủng khiếp bay về phía đông. Lúc này, trên không trung tại một khu rừng cách chỗ đó không biết bao nhiêu vạn dặm, một vệt độn quang đang vô cùng nhanh chóng trốn về phía trước, chính là Hàn Lập, sắc mặt hắn bỗng nhiên trở nên cực kỳ âm trầm, lúc nãy ấn ký trên nguyên anh trong cơ thể hắn vốn đã yên lặng rất lâu đột nhiên sao động rồi kích phát cuối cùng đã đến cũng nên chấm dứt rồi hắn thì thào trong miệng thanh quang trên người phát ra mạnh mẽ hắn phi đột về phía trước nhanh hơn mặc dù đã sử dụng toàn lực để phi đột nhưng mà gần nửa tháng sau một luồng khí thức quen thuộc đột nhiên xuất hiện bên trong phạm vi cảm ứng thần thức của hắn rồi nhanh chóng rút ngắn khoảng cách hai bên hóa ra thời gian dài lúc trước y không xuất hiện là do đột phá chuyện này có chút khó giải quyết hàn lập nhướng mày sắc mặt trở nên âm trầm bất định nhưng tốc độ phi độn thì không chậm chút nào không lâu sau khoảng cách của hai bên còn chưa đến vạn dặm giờ phút này hai tay hàn lập mới bấm niệm pháp quyết điện quang màu bạc trên người tỏa ra mạnh mẽ có thể dễ dàng thấy được đang sắp ngưng tụ thành một lôi trận phương bàn ở phía sau hơi hít mắt thanh quang quanh người phát ra mạnh mẽ vô số phù văn màu xanh xuất hiện thân hình của y đột nhiên hóa thành một huyễn ảnh màu xanh tốc độ tăng lên gần như gấp đôi. Trong miệng y phát ra một tiếng thét dài như long ngâm. O, O, N, G. Một tiếng thét kỳ dị nhanh chóng khuếch tán ra ngoài. Hư không hiện ra từng điểm gợn sóng, lập tức tràn ra mấy ngàn dặm xung quanh. Hàn lập nghe âm thanh này thì đầu óc trở nên mê man. Lôi điện màu bạc quanh người hơi dừng lại. Tuy rằng, chưa đến một khắc hắn đã khôi phục, nhưng mà huyễn ảnh màu xanh kia đã đuổi gần đến nơi, còn cách hắn không xa lắm bụp bụp, một đao quang sáng chói lao đến nhanh như chớp, chém lên phía trên lôi trận. Trận pháp màu bạc giống như là đậu hũ yếu ớt, bị đao quang màu bạc nhanh như chớp chém chúng, liền ầm ầm tan rã. Hàn Lập nhìn thấy cảnh này, thân hình đột nhiên hạ xuống, tránh thoát được đao quang kia xẹt qua trong tích tắc. Toàn thân hắn phóng ra ánh vàng mãnh liệt, làn ra toàn thân mọc ra vô số lông vàng, hóa thành sơn nhạc cự viên. Khó khăn lắm hắn mới có thể biến thân được thì huyễn ảnh màu xanh đã ngăn ở phía trước, run lên rồi ngưng tụ lại ngay lập tức một quyền khổng lồ màu vàng mang theo một luồng man lực đáng sợ phóng đến khiến cho hư không xung quanh chấn động kịch liệt thân hình phương bàn lóe lên một cái rồi lập tức lướt sang ngang mấy trượng hời hợt tránh khỏi quyền ảnh màu vàng tiếp theo thân ảnh kia trở nên mờ ảo liền biến thành ba tên phương bàn một tên phương bàn khẽ cử động cánh tay một vệt đao quang óng ánh hiện ra chém xuống cách tay của cự viên rồi xuyên qua nó xoạt một vết thương to lớn xuất hiện máu tươi tuôn ra lúc trước phòng ngự của cử viên có thể ngăn cản được đao quang, nhưng hiện tại chỉ như giấy, như bùn. Hai tên phương bàn còn lại thì nhanh như chớp đánh lên thân thể của cự viên. Hai vệt đao quang chém lên ngực và cổ của cự viên. Kim mau cử viên hét lớn, thân hình nhanh chóng phình to. Bộ lông toàn thân nổi lên từng ánh hào quang màu vàng giống như hồ quang điện. Vô số sợi lông màu vàng thình lình bay ra, hóa thành vô số tia chớp màu vàng dày đặc, bắn ra khắp bốn phương tám hướng, tiếng giết phá không đáng sợ vang lên, khiến cả hư không chấn động sắc mặt ba tên phương bản biến đổi không thèm quan tâm mà vẫn tiếp tục công kích đồng thời thân hình cả ba nhoáng cái bắn ngược về sau ngưng tụ ra thanh quang quanh người tạo thành một cái vòng bảo hộ màu xanh vô số sợi lông màu vàng đâm trúng vòng bảo hộ phát ra âm thanh liên miên không dứt như mưa rơi rào rào vòng bảo hộ màu xanh bị công kích điên cuồng nhưng không hề bị vỡ vụn tuy vậy những sợi lông màu vàng có ẩn chứa sức mạnh bên trong nên vẫn đẩy vòng bảo hộ lùi lại một chút Kim Mao cử viên không tiếp tục công kích, thân thể to lớn của nó lăn một vòng, hóa thành một con lôi bằng có hồ quang điện màu bạc quấn xung quanh. Hồ quang điện màu bạc sáng ngời, mỗi tiếng sét rền vang. Thân ảnh lôi bằng biến mất rồi xuất hiện ở phía trước mấy ngàn dặm. Đừng hòng chạy trốn, phương bàn gầm lên, ba phân thân lập tức dung nhập làm một, hóa thành một vệt thanh ảnh đuổi sát phía sau. Nhưng mà, lôi bằng màu bạc hoàn toàn không tiếc tiêu hao lôi điện lực bên trong cơ thể, sử dụng toàn lực thi triển thuật lôi đột, nhanh như chớp mấy lần thoát khốn, Nguyễn Cưỡng bỏ xa Phương Bàn mấy vạn dặm. Sau đó, vô số hồ quang điện màu bạc to lớn xuất hiện trên người của Lôi Bằng, ngưng tụ với nhau tạo thành một lôi trận lập loè ngân quang. xa xa phía chân trời, một vệt thanh hồng đang bay đến vô cùng nhanh chóng. một tiếng sét rền vang, khi vệt thanh hồng vừa đến thì trong nháy mắt, thân ảnh Lôi Bằng bao phủ bên trong điện quang màu bạc biến mất, không thấy tung tích. vệt thanh hồng lóe lên, thân ảnh Phương Bàn hiện ra. sắc mặt của y có chút âm trầm nhưng lát sau liền cười lạnh. Hàn lập tiêu hao một lượng lớn lôi điện lực bên trong cơ thể như vậy, chỉ sợ sẽ không thể dùng được bao lâu nữa, rồi cũng sẽ cạn, đến lúc đó, chỉ có nước chết. Phương bàn nghĩ như vậy, lập tức biến thành một vệt thanh hồng, mau chóng đuổi theo. Ba ngày sau, tại một mảng rừng cây cối xanh ngắt, một ngôi miếu cổ nhỏ được xây bằng gạch xanh, khá cũ kỹ, nằm yên bình trên núi. Bên ngoài, nước sơn màu đỏ thắm trên tường đã bong chóc gần như không còn gì từng mảng bong chóc lật lên giống như vảy vỏ cây già. Cửa gỗ đã bị mất một cánh từ lâu, cánh còn lại thì coi như còn sử dụng được, ở giữa có một khe hở rộng cỡ nửa người. Nhìn xuyên qua khe hở có thể thấy được hương hỏa bên trong miếu đã sớm lụi tàn từ rất lâu. Khắp nơi trong miếu đều có bụi bặm và mạng nhiệt, đá xanh trải trên mặt đất cũng mọc ra một lớp rêu xanh rất dày. Pho tượng bên trong miếu, ngồi nghiêm chỉnh giữa nội đường, còn cái đầu thì lại ở một góc của ngôi miếu. Phía sau đầu pho tượng, một nam tử áo báo xanh đang ngồi tựa lưng vào, sắc mặt mệt mỏi. Chính là Hàn Lập, đúng lúc này, hình như hắn cảm nhận được cái gì đó, hắn ngước đầu, theo vô thức nhìn lên trời qua lỗ hổng trên nóc miếu cổ. Chỉ thấy bầu trời trong xanh, nắng sớm, hắn không nói gì, liền bay lướt ra ngoài, ở giữa không trung liền hóa thành một vệt điện mang màu bạc, nhanh chóng trốn đi. Ở phía sau, cách đó hơn ngàn dặm, một vệt thanh quang cũng lập tức theo sát hai vệt hào quang một bạc một xanh đang rượt đuổi nhau giữa không trung trong chớp mắt đã bay qua mấy chục ngọn núi tiên linh lực bên trong cơ thể hàn lập cuồn cuộn tràn ra tiêu hao nhanh chóng khiến cho tốc độ phi hành của hắn đã tăng đến cực hạn dưới tình huống không sử dụng lôi điện hắn nhanh chóng bị phương bàn rút ngắn khoảng cách trong chốc lát hai bên chỉ còn cách nhau chưa đến hai nghìn dặm nhưng vào lúc này phía xa tầm mắt của hắn xuất hiện dãy núi hình bán nguyệt hắn nhìn lướt qua một lượt rồi lao xuống một ngọn núi màu trắng khi hắn đáp xuống đỉnh núi thì không bao lâu sau, từng làn sương mù màu trắng nồng đậm lập tức bốc lên đỉnh núi. Trong chốc lát, màn sương mù đã bao phủ toàn bộ ngọn núi và cả những ngọn núi gần đó vào bên trong. Chương 173, như thật như ảo, ở nơi tràn ngập sương mù kia, ẩn hiện những vầng hào quang bàng bạc phủ trên các tòa cung điện đình đài lầu các tinh xảo tuyệt luân. Mà ngay giữa những ngọn núi cao là những cây cầu bạch ngọc cực kỳ mỹ lệ. Chúng đan xen vào nhau tạo nên một cảnh tượng như chốn bồng lai. Khung cảnh này vừa xuất hiện, chợt một đạo độn quang màu xanh từ xa bay tới, dừng lại ngay bên trên. Từ trong đó, thân hình Phương Bàn hiện ra, y nhìn về các cung điện sống động bên dưới, hừ lạnh một tiếng mới nói: "Hừ, xem ra nửa năm qua ngươi cũng không nhàn rồi, ta cũng muốn xem ngươi còn chiêu trò gì." Nói xong, y nhảy lên, bay thẳng tới một tòa cung điện, chìm vào làn sương mù trong cơn mưa lất phất, dừng lại nơi đỉnh núi. Phương Bàn nhắm mắt lại, con người bên dưới không ngừng chuyển động. Chỉ chốc lát sau, y khẽ hồ một tiếng rồi mở mắt ra. Y phát hiện rằng hiện giờ y không thể cảm ứng thấy vị trí cụ thể của hàn lập nữa, chỉ có thể đoán được hắn đang ở gần đây mà thôi. Tiếp đó, đôi mắt y chỉ run nhẹ, thân hình không di động, bóng dáng lại mờ dần đi. Ngay sau đó, sáu phân thân giống hệt bản thể y mau chóng bay ra. Bảy tên phương bàn lập tức hóa thành bảy bóng xanh bay về bảy hướng khác nhau. Chỉ thấy bảy tên này lao nhanh qua các tòa cung điện ngập tràn tiên khí, thân ảnh liên tục thoáng ẩn hiện chỉ một lát sau đã về tới nơi ban đầu. Bảy tên này tâm ý tương thông, nhưng đều không thu hoạch được gì cả. Đúng lúc này, chợt một tên phương bàn hình như chú ý tới điều gì, lập tức xoay người cúi xuống, tay chạm nhẹ xuống đất. Đây là trận trong trận, y từ từ thu tay, đứng dậy nhíu mày nói. Vừa dứt lời, bảy người bọn chúng chợt quay lại, đưa lưng về phía nhau, tạo thành một vòng tròn. Tiếp đó, thân hình bảy tên khẽ động, trường đao trong tay vung ra tạo thành bảy đạo đao quang ập xuống bốn phương tám hướng. Vù vù vù, cuồng phong nổi lên, bảy đạo đao ảnh xoắn vào nhau, tạo thành vô số đao ảnh, tựa một đóa sen màu đen đang từ từ bung cánh hoa là những đao ảnh, rồi xoay tròn bay lên trên cao. Không gian bên trên chợt chấn động, dưới đóa sen sắc bén kia, những tòa lâu quỳnh điện ngọc lập tức bị xé rách, hào quang trao đảo, vặn vẹo biến hình. Ngay sau đó, những tiếng phốc phốc vang lên, cung điện xung quanh mở đi rồi biến mất hẳn, làm lộ cảnh tượng bên trong ra chỉ thấy đỉnh núi dường như đã bị ai đó cắt qua, dưới đất giải những phiến đá bạch ngọc, bên trên điêu khắc những phù văn kỳ dị, mà phù văn nơi trung tâm lại khác một đồ án hình thú quái dị. Bốn phía là hơn 10 cây cột đá màu trắng cao hơn 10 trượng bên trên khảm nạm rất nhiều tinh thạch màu sắc hình dạng khác nhau, thoạt nhìn vô cùng rực rỡ và đẹp mắt. Lúc này, bảy phân thân của phương bàn lại hợp làm một thể, y đảo mắt liếc những hào quang tinh thạch trói lóa kia, trên mặt hiện ra chút hoảng hốt. Y chợt xoay người lại, liền thấy Hàn Lập mặc một bộ áo xanh đứng cách đó mấy trăm trượng, trong tay cầm một trận bàn hình tròn, mau chóng điểm lên mặt trận bàn. Dường như đã thấy ánh mắt của phương bàn, Hàn Lập khẽ ngẩng đầu, khóe miệng cong lên. Hắn đang thúc giục một trận pháp tên là si lãi Huyễn quang trận. Đây là một bộ ảo trận cấp cao mà mấy tháng trước hắn mới đổi được trong vô thường minh, có điều chỉ có thể sử dụng một lần. Vì thứ này, hắn đã không tiếc sử dụng toàn bộ linh thạch cực phẩm, lại thêm hai thổ tôn quả, Hai linh bảo phẩm cấp tương đối cao trong vòng tay chữ vật mà Cam Cửu Chân đưa cho để trao đổi mới thành công. Nghe nói trận pháp này uy lực vô cùng lớn, cho dù là tiên nhân chân tiên hậu kỳ, kể cả đã tới cảnh giới viên mãn, chỉ cần không tu thành kim tiên mà rơi vào trong trận thì không có cách nào tự tỉnh táo lại được, chỉ có thể càng lún càng sâu, cuối cùng bị chìm đắm trong đó, ngay cả thần hồn nguyên anh cũng không thể thoát ra. Có điều trận pháp này cũng có khuyết điểm lớn, thứ nhất khởi động trận pháp này cần nhiều thời gian, cho nên trước đó hắn mới bày thêm một bộ cửu cung thiên càn phù phủ bên ngoài đại trận. Thứ hai, người điều khiển trận này nhất định phải biến bản thân thành một mắt trận, cầm trận bàn đứng bên trong trận, cùng khảo nghiệm trận pháp với người bị bao vây, đúng kiểu ngọc nát đá tan. Đương nhiên, người khống chế trận pháp vẫn có ưu thế hơn, nếu may mắn tỉnh táo lại trước thì có thể điều khiển ảo trận, tấn công người bị vây khốn. Muốn chết, thấy ánh mắt hàn lập nhìn lại, còn người phương bàn co rụt lại, thân hình chợt mờ nhạt, Trường đao màu đen trong tay chỉ về phía trước như kiếm đâm thẳng vào ngực Hàn Lập. Lúc này, trên trán Hàn Lập đã lấm tấm mồ hôi, ngay lúc trường đao Phương Bàn cách hắn khoảng trăm trượng, ngón tay hắn một lần nữa điểm lên trên trận bàn. Phương Bàn cảm thấy hai mắt sáng lên, tiếp theo trên cột đá xung quanh hóa thành một đại tác phẩm hoa rực rỡ màu sắc nhưng lại có chút mơ hồ làm y ngắm say mê. Không kịp phản ứng, thân thể y như xuyên qua một tầng vách ngăn vô hình, lảo đảo một cái liền xông vào một tòa đại điện có ánh sáng mờ mịt ánh mắt y đảo qua các trụ ở bốn phía trong điện, trên đó đang treo các chậu than cũ kỹ, bên trong chậu là ngọn lửa xanh mượt, trong lòng y cảm thấy khó hiểu. Két két, tiếng xích sắt trà sát nhau đột ngột vang lên trong đại điện, một thanh âm khàn khàn trầm thấp nhưng rất uy nghiêm bỗng nhiên vang lên. Nhiệt độ lớn mật, dám dương đao trước mặt ta, ngươi định khi sư diệt tổ sao? Phương bàn nghe thanh âm này giật mình một cái, theo bản năng hạ thanh đao xuống phía trước. Y ngẩng đầu nhìn, thấy cách mười trượng phía trước có một gã trung niên mặc một cái áo khoác màu tuyết trắng, màu da tái xanh như cương thi, đang ngồi trên một cái ghế đen kịt. Miệng y thì thào kêu một tiếng sư tôn, nhưng ngay sau đó, y đột nhiên lắc đầu, ánh mắt một lần nữa trở nên lăng lệ. Người không phải sư tôn ta, người bất quá là ảo ảnh do trận pháp tạo ra mà thôi. Y hét lớn một tiếng, giờ đao lên một lần nữa, nhắm thẳng vào gã cương thi. Chỉ thấy thân y khẽ động, trong nháy mắt thân ảnh kéo dài, hóa thành hư ảnh mơ hồ trong đại điện trong chớp mắt hư ảnh phân thành bảy đạo thân ảnh giống nhau như đúc từ bốn phương tám hướng vây gã cương thi lại nghiệp trướng người dám tên cương thi quát to một tiếng không thấy gã ngâm tụng hay bấm niệm chú thuật gì nhưng quanh thân liền bộc phát ra một cỗ khí thế bảng bạc quét ra bốn phía két két tiếng kim loại lại vang lên toàn bộ xiềng xích màu đen trong đại điện phủ kín gã cương thi đột nhiên như vật sống rung lên liên hồi rồi như một gợn sóng màu đen tràn ra bốn phía bảy đạo phân thân phương bàn dù tốc độ nhanh như thế nào cũng đều bị xích đen quét chúng. Chúng phun ra một búng máu, rồi té xuống đất, bản tọa dậy dỗ ra đệ tử ngươi, giờ ngươi cũng muốn tạo phản sao. Gã cương thi liếc mắt nhìn một tên phương bàn nằm dạp trên mặt đất, khinh bỉ nói. Nghe vậy, trong lòng y không khỏi vô cùng kinh hãi, gã cương thi trước mặt kia cho dù khí thức hay thủ đoạn, ngôn ngữ hay khí độ, đều giống y trang vị sư tôn có một không hai của y. Chẳng lẽ mới vừa rồi hàn lập bày ra cũng không phải ảo trận, mà là một loại truyền tống trận đặc thù nào đó lòng kiên định trong lòng y lần đầu tiên xuất hiện dao động. Nghiệp chướng, còn không qua đây tự nhận cái chết, không chờ phương bàn nghĩ thông suốt, gã cương thi mở miệng quát lên. Phương bàn thấy vậy, thần sắc biến hóa liên tục, không khỏi trần chờ. Lại nói lúc bị phương bàn cầm đao đâm thẳng tới, trong mắt hàn lập cũng một hồi hồi mờ nhạt, rơi vào ảo trận. Hắn cảm thấy bên tai vang lên tiếng gào thét, thân hình liền nhanh chóng phóng thẳng lên trời. Mà giờ khắc này ở trên cao, một gương mặt khổng lồ vừa xuất hiện đang dần dần trở nên mờ nhạt không thấy bóng dáng. Sau đó ánh sáng màu tím lóe lên trói mắt, một khe hở màu trắng rất dài từ từ hiện ra, bên trong mơ hồ truyền ra một hồi phạm âm. Tiên giới chi môn, ta đang ở, đây là độ kiếp phi thăng. Hàn lập dù thế nào cũng không thể ngờ đến, ảo cảnh mà hắn phải đối mặt lại là một lần nữa trải qua lôi kiếp phi thăng. Đang trong lúc kinh ngạc, hắn chợt nghe một tiếng sấm sét từ trên đỉnh đầu truyền xuống, một luồng hồ quang bảy màu vô cùng lớn từ trong miệng gương mặt khổng lồ nhạt nhòa hơi rung rồi giáng xuống hắn. Khí tức cuốn đến như muốn hủy thiên diệt địa, Hàn Lập vô ý thức vung tay lên, lập tức tuột tay bắn ra liên tiếp lôi hỏa màu vàng, nghênh đón luồng hồ quang bảy màu kia. Hắn vừa cúi đầu, liền thấy trong tay mình đang nắm một thanh kiếm dài màu xanh sẫm, trên thân kiếm truyền đến cảm giác gần gũi, thân thiết. Chính là Thanh Huyền Thiên Trảm Linh Kiếm, cảm thụ được uy áp từ đỉnh đầu truyền xuống, Hàn Lập do dự một chút liền dung cổ tay đang cầm thanh huyền thiên trảm linh kiếm. Cả người hắn lập tức hóa thành một đạo cầu vồng màu xanh sẫm lao vút lên trời nghênh đón. Ầm ầm một thanh âm nổ vang đến tận chân trời, một vầng sáng diễm lệ che kín thiên không chợt hiện lên không ổn định, kịch liệt rung động rồi tan biến. Bỗng nhiên, thân hình Hàn Lập từ trên cao rơi xuống. Giờ phút này, toàn thân hắn đau nhức không gì sánh được, như là than củi bị đốt cháy. Cả người hắn lộ ra cái nước đỏ thầm thân thể như muốn nứt toác ra thanh kiếm màu xanh sẫm trong tay hắn bục một tiếng, liền vỡ vụn thành bột mịn, tiêu tan. Mà trên bầu trời, gương mặt mờ ảo to lớn một lần nữa trở nên rõ nét, sắc mặt không buồn không vui, trong hốc mắt trống rỗng toát lên vẻ lạnh lùng coi rẻ vạn vật, sau đó liền trực tiếp nổ tung, rồi vỡ vụn ra. Ngay sau đó, cánh cửa tiên giới vốn đã mở ra chợt khép lại, bên cạnh cũng đột nhiên hiện ra một khe nứt không gian rất lớn. Xuyên thấu qua khe nứt, Hàn Lập thấy một bóng tối thâm sâu không gì sánh được, giống như có thể thôn phệ tất cả. Ở trong đó, không có một chút ánh sáng nào, nhưng lại sinh ra một lực hấp dẫn vô cùng quỷ dị với hắn, làm cho hắn thấy thân thiết, kích thích hắn chỉ muốn tiến vào bên trong mà không cách nào ngăn được. chương 174, chủ mưu đằng sau. Giờ phút này, cả người Hàn Lập đã cháy đen thui, không còn sức sống, cũng không thể vận dụng được một chút pháp lực nào. Hắn muốn khống chế cơ thể, nhưng lại phát hiện là đến cả một ngón tay cũng không có cách nào cử động được, đành để mặc cho thân thể trôi giạt tới cái khe nước đen kịt kia mà thôi đây chỉ là ảo cảnh không phải sự thật tuyệt đối không phải sự thật hắn không ngừng nhắc nhở bản thân khiến cho thức hải càng lúc càng dậy sóng muốn tỉnh táo lại nhưng vào lúc này chỗ khe nứt trên bầu trời đột nhiên chấn động từng đợt rung động diễn ra liên tiếp mà mắt thường có thể thấy được ngay sau đó ba hư ảnh màu đen nhà từ trong đó bay ra trôi giạt về phía hắn nhìn tường tốc độ trôi chậm nhưng thật ra lại nhanh không thể tin nổi khiến khoảng cách hai bên đã rất gần nhau Thân thể của hắn không thể nhúc nhích nhưng hai mắt vẫn có thể thấy được rõ ràng. Thân thể ba hư ảnh này đều hư hóa, mờ mịt như là những linh hồn không nơi nương tựa. Chỉ có mỗi cái đầu thoạt nhìn như là thật, gương mặt lại giống hắn như đúc. Đây là tâm ma, không phải, đây là vực ngoại thiên ma. Hàn Lập nhất thời dùng mình, nhưng sau một khắc, một hư ảnh thiên ma đã xuất hiện ngay chỗ hắn trong gang tấc, không nói hai lời, chạm vào người hắn. Một tiếng bành vang lên, những vết dạn màu đỏ tươi trên người hàn lập sáng rực hào quang cả người hắn dọc theo vết dạn nứt toạc ra giống như là một món đồ sứ cũ kỹ bị đập vỡ xuống đất vỡ thành vô số mảnh trong lòng kinh hãi nhưng mà hắn thình lình phát hiện thân thể của mình tuy rằng nứt vỡ nhưng thần hồn lại tràn ra ngoài hóa thành một hư ảnh thanh quang mờ ảo nhưng mà hắn vẫn không có cách nào nhúc nhích được ba hư ảnh thiên ma ở xung quang vừa thấy cảnh này lập tức giống như mấy con cá mập bị bỏ đói lâu ngày thấy thức ăn lập tức bọn chúng lượn qua lượn lại tuần tra bốn phía sau đó há to miệng cắn xé hư ảnh của hắn một tiếng phốc vang nhẹ thanh quang trên thân hàn lập bị cắn xé rồi từng mảng lớn bị chúng nuốt vào bụng một cảm giác đau đớn không cách nào diễn tả được truyền đến hắn tự hỏi chưa bao giờ lười biếng rèn luyện khí lực khả năng chịu đựng đau đớn cùng với sự nhẫn nại vượt rất xa người thường thế mà lúc này không khỏi cảm thấy da đầu tê dại loại đau đớn này không giống cảm giác sút xương lột ra càng không biết nó phát sinh ở chỗ đâu nhưng lại phát hiện rõ ràng thần hồn của mình bị xé nát từng chút một, ý thức cũng ngày càng trở nên suy yếu. Hắn có thể thấy được ba hư ảnh kia đang không ngừng sơi tái thanh quang trên người hắn. Mỗi một lần cắn nuốt, thân thể hư ảo của bọn chúng lại cô động một phần, sắc mặt tham lam càng lúc càng nồng đậm. Đây, vẫn là ảo cảnh sao? Lúc này, Hàn Lập không có chút sức lực nào để phản kháng, trong lòng không khỏi nghi hoặc. Lẽ nào ta thật sự vẫn chưa độ kiếp thành công? Lúc trước cái gì là linh hoàn giới, ai là liễu nhạc nhi, cái gì là Hắc Phong Hải vực, ai là Cam Cửu Chân, đều là mộng ảo do vực ngoại thiên ma quấy phá ư? Ta tự thấy mình thần thông quảng đại, được coi là đệ nhất đại thừa của linh giới. Thế mà vẫn không chống lại được vực ngoại thiên ma, mọi thứ trôi qua, ý thức Hàn Lập càng lúc càng trở nên mơ hồ, thanh quang quang thân hắn cũng càng lúc càng trở nên mờ nhạt, gần như đã sắp thành trong suốt, tiêu tan. Hàn đạo hữu, đừng chìm đắm trong ảo cảnh nữa. Ta, vực ngoại thiên ma nhưng không phải là như vậy đâu. Đột nhiên, một âm thanh lạnh như băng vang lên trong hư không, như một gáo nước lạnh hất thẳng lên người Hàn Lập. Ánh mắt của hắn vốn mơ hồ, lại một lần nữa trở nên linh hoạt. Trong thần thức của hắn vang lên một tiếng quát lạnh buốt, lập tức âm thanh réo rắt vang lên như những cái rủi nhọn đâm thẳng vào tai hắn. Một cơ đau nhức xé rách thần hồn xuất hiện, cùng lúc đó, hư ảnh thiên ma đang cắn xé thân thể hắn đột nhiên phát ra những tiếng rít gào thê lương, nhanh chóng rút lui, biến mất vào hư không. Trước mắt Hàn Lập đột nhiên sáng ngời, hắn đã tỉnh táo lại. Lúc này, hắn vẫn đang đứng nguyên tại chỗ, vẫn đang trong tư thế ngón tay đang ấn vào trận bàn đang cầm trong tay. Ở ngay phía trước, phương bàn vẫn giữ nguyên tư thế đang chạy như cũ, mũi đao của y chỉ cách mi tâm hàn lập hơn một xích mà thôi. Các cột đá đổ sộ bốn phía tỏa ra ánh sáng lung linh, vẫn đang không ngừng lóe ra những tia sáng hấp dẫn lòng người, nhưng không cách nào tạo thành ảnh hưởng đối với hàn lập. Đạo hữu ma quang, đa tạ, hàn lập vẫn còn sợ hãi, dùng tâm linh thương thông truyền âm, Ảo trận cỡ này thật sự quá lợi hại, nếu không phải thiên ngoại ma tộc ta vốn rất am hiểu thứ này, mà lư xê lượng thần thức của người vốn tu sĩ cảnh giới chân tiên cũng không thể sánh bằng. Đổi lại là ta với thân thể bị trọng thương này, chỉ sợ hậu quả khó lường. Ma Quang cũng thở dài một tiếng, trả lời. Hàn lập trầm ngâm một chút, cũng không có nhiều lời, đưa tay ấn lên trận bàn đang lơ lửng giữa không chung. Âm thanh ngâm tụng chú ngữ từ trong miệng hắn vang lên. Theo đại trận sáng rực hào quang năm màu, hàn lập liền phát hiện quang ảnh xung quanh luôn thay đổi thân ảnh của hắn xuất hiện ở một chỗ có tia sáng ảm đạm trong đại điện trong tầm mắt của hắn phương bàn đang quỳ gối trên mặt đất sắc mặt tràn đầy vẻ hoảng sợ y không ngừng dập đầu về phía trước xin tha thứ liên tục kêu sư tôn tha mang sư tôn tha mạng giống như là hoàn toàn không phát hiện sự xuất hiện của hắn hàn lập tiến đến vài bước thấy phía trước phương bàn có một quang ảnh mờ ảo bên trong quang ảnh là một gã trung niên nhìn như cương thi xiềng xích quấn đầy quanh thân gã với dáng vẻ cao cao tại thượng ngồi trên một cái ghế tựa lớn màu đen nhiệt đồ to gan dám tùy tiện dùng cách nguyên pháp liên có biết tội của ngươi không gã cương thi trầm giọng quát lớn phương bàn đang quỳ trên mặt đất toàn thân run rẩy như bị xét đánh vội vàng đáp khởi bẩm sư tôn đệ tử sử dụng bảo vật này do tình huống bất đắc dĩ tại vì đệ tử phải đối phó với kẻ địch thực sự quá lợi hại năm đó ba người đệ tử đi cùng với nhau Liều một trận thì một người chết, hai người còn lại tổn thương nguyên khí nặng nề. Lúc đó, nếu đệ tử không sử dụng pháp liên thì không có cách nào có thể trấn áp được kẻ đó. Hàn Lập nghe thấy thế, trong lòng khẽ động, sau khi hít sâu một hơi, hắn chậm rãi bước tới trước người gã cương thi, xoay người lại rồi ngồi xuống chiếc ghế tựa lớn đen kịt. Thân ảnh tướng mạo vừa khít hòa vào gã cương thi kia. ưng, ừ, tên đó rốt cuộc là thần thánh phương nào, vì sao phải cùng bọn ngươi đánh nhau sống chết? Sau khi hắn trầm ngâm một lát, rồi dùng tư thế của gã cương thi, mở miệng hỏi. "Dạ, tên này là Hàn Lập, chính là một tiên nhân từ hạ giới phi thăng. Tên này có một loại tinh hạt đặc thù ẩn chứa pháp tắc thời gian. Bọn đệ tử chính vì vật này mà truy sát hắn." Phương Bàn liền vội vàng giải thích, Hàn Lập nghe vậy, thở dài một tiếng, "Dĩ nhiên là vì vật ấy. Ưm, ừ, dĩ nhiên là vẫn còn có vật chân quý bậc này, ngươi có biết hắn lấy được từ chỗ nào không?" Hàn Lập tiếp tục hỏi. "Điều này tuy năm đó đệ tử liều chết đánh nhau nhưng vẫn không thể bắt được hắn vì thế không thể thực hiện thuật siêu hồn cho nên đệ tử cũng không biết phương bàn trả lời ngươi thật không biết gã cương thi do hàn lập biến thành cau mày lại lạnh giọng hỏi đệ tử thật sự không biết tuyệt đối không dám lừa dối sư tôn chuyện có như vậy mà không làm thỏa đáng nên đệ tử cùng một người khác đều đã bị khiển trách không ít phương bàn run giọng đáp hàn lập nghe vậy nhẹ cả người sau khi trầm ngâm một lúc hắn lại hỏi Ai khiển trách, chẳng lẽ ba người các người phải nghe theo lệnh của một người mà làm việc này? Điều này, khởi bẩm sư tôn, vị đại nhân này có thân phận rất cao, hoàn cảnh cũng phức tạp không như bình thường. Đệ tử không dám nói bừa, mong sư tôn thông cảm. Phương bàn còn chưa dứt lời thì đã bị một đòn rất mạnh vào ngực. Cả người y bị văng ra ngoài, dầm một tiếng, đập vào trụ đá trong điện. Chỉ thấy gã cương thi phất ống tay áo trắng như tuyết một cái một sợi xiềng xích màu xanh đen như con linh xà lập tức lao thẳng về phía phương bàn. Một tiếng phốc vang nhỏ, ở trong điện, một vệt sáng màu máu vọt ra, sợi xiềng xích màu xanh đen như là cây giáo dài đâm xuyên qua lồng ngực phương bàn. Mặt phương bàn trắng bệch không thể tả, y quỳ một chân chống cơ thể, cố gắng nôn ra một ngụm máu tươi đỏ thắm. Sư tôn tha mạng, y mở miệng cầu xin nhưng vẫn không dám tiết lộ danh tính của người kia. Chuyện cho tới bây giờ còn dám lừa gạt bản tọa, xem ra ngươi chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Hôm nay, bản tỏa sẽ thanh lý môn hộ, diệt tên nhiệt đồ nhà ngươi. Sắc mặt gã cương thi trở nên lạnh lẽo, đồng thời tiếng len keng vang lên khắp toàn bộ trong đại điện. Chỉ thấy, xiềng xích xanh đen đầy trên mặt đất sung lên, rồi trôi nổi giữa không trung. Phương bàn chỉ cảm thấy áp lực như núi lớn cuồn cuộn từ bốn phương tám hướng kéo tới, khiến y có cảm giác như đang đối mặt với cái chết, thở cũng không thở nổi. Sư tôn tha mạng, đệ tử nói, đệ tử nói. Y vội vã hét lớn, Hàn Lập thấy vậy, liền vung tay lên, tất cả xiềng xích bên trong đại điện một lần nữa bình yên hạ xuống. Hết thảy mọi thứ đều khôi phục lại, ánh mắt gã cương thi do hắn hóa thân lặng lẽ nhìn phương bàn, yên lặng chờ Y nói tiếp. Người năm đó ép buộc ba người đệ tử chính là, ngay tại thời điểm sắp nói ra tên người kia thì trong nháy mắt, hai gò má Y đột nhiên vặn vẹo. Hai tay Y ôm đầu kêu rên, rõ ràng một khí thức thần hồn kỳ dị không thuộc về phương bàn từ trên đầu Y truyền ra, đánh thẳng vào ảo cảnh xung quanh một hồi, làm cho ảo cảnh sắp tiêu tan. Hàn lập kêu thầm một tiếng không tốt, thân hình phóng vào tới trước, thoát ra khỏi ảo cảnh. Phương bàn trước người hắn tuy vẫn duy trì tư thế cũ nhưng con mắt chuyển động cực nhanh, lập tức sẽ tỉnh táo lại. Hàn lập quyết định rất nhanh, hắn xài bước tiến lên, nâng cằm của Y lên, bóp miệng ép Y há ra, rồi lật tay lấy một viên châu màu đen lớn chừng quả nhãn nhét vào. Sau đó, hắn chuyển mình, không quay đầu lại, phóng thẳng lên trời. Lúc này, sau một thời gian rơi vào ảo cảnh, rốt cuộc thì phương bàn đã tỉnh táo trở lại nhưng đã muộn. Hai mắt của y vừa mở ra, liền ngay lúc đó một ánh lôi điện màu xanh tím phụt ra. Một hồi âm thanh đùng đùng hủy thiên diệt địa vang lên cực kỳ khủng khiếp. Một vầng mặt trời to lớn màu đen lập tức sáng rực lên. Trời đất bắt đầu chấn động kịch liệt, rất lâu vẫn không thể lắng lại. Hàn lập đứng trên cao vạn trượng, nhìn xuống phía dưới thấy những ngọn núi liên tục sụp đổ, đá bụi bốc mù mịt, trong lòng có vẻ bất an trải qua một phen thăng trầm, rốt cuộc thì đã tiêu diệt được Phương Bàn nhưng hắn cũng không hề nhẹ nhõm. Hắn triệu lần không nghĩ tới đằng sau ba người Phương Bàn còn có kẻ sai khiến, mà dường như còn là một kẻ rất có thân phận. Mà kẻ này vẫn còn làm ấn ký lên thần hồn Phương Bàn. Chính cái ấn ký vừa rồi suýt chút nữa giúp y tỉnh lại từ trong ảo cảnh. Không rõ có vì thế mà kẻ này biết Phương Bàn xảy ra chuyện không. Sau này chỉ sợ đã cẩn thận lại càng phải cẩn thận hơn rồi. Đến khi dư chấn phía dưới dần tan thì hàn lập khẽ lắc mình, bay xuống. Lúc này, trận pháp trên ngọn núi đã hư hỏng hoàn toàn. Thân thể phương bàn nát bét, ngay cả nửa điểm khí tức thần hồn cũng không còn cảm giác được. Hàn lập tìm thấy vòng tay chữ vật của phương bàn trong đống phía tích, rồi lại phát hiện cây trường đao màu đen dưới tảng đá lớn. Hắn thu tất cả lại, rồi thân hình khẽ động, biến thành một đạo cầu vồng vút đi, biến mất cuối chân trời. chương 175, lôi chu vượt biển. Sau khi bay một mạch mấy vạn dặm, lúc này Hàn Lập mới thở dài một hơi. Căn cứ theo tin tức lấy được từ phương bàn thì hiển nhiên chính hắn còn chưa hoàn toàn thoát khỏi nguy hiểm. Nhưng cuối cùng thì uy hiếp khó giải quyết nhất trước mắt đã bị tiêu diệt. Hắn lắc đầu, thả thần thức ra dò xét bốn phía một lượt, rồi thay đổi phương hướng nhanh chóng độn quang bay đến một phía. Cũng không lâu lắm, hắn xuất hiện trước một tòa thành có quy mô không nhỏ. Lúc này, Hàn Lập lại thay đổi dung mạo một lần nữa, hóa thành một thanh niên nho sinh hơn 30 tuổi, thu liếm khí thức tu vi hắn cầm một cây quạt giấy cán gỗ đào trong tay ung dung phe phẩy theo dòng người xung quanh đi vào trong thành thành này có tên là quan nguyệt nằm ở khu vực phía đông của đại lục hoang lan lúc trước khi trốn khỏi sự truy đuổi của phương bàn phần lớn thời gian hắn chạy theo hướng đông đúng là cũng không có uổng phí công sức thành này so với thành lâm hải luôn trong tình trạng vắng vẻ khác nhau rất nhiều về mức độ phồn hoa thì không kém nhiều so với thành hắc phong nhưng về độ rộng lớn thì vẫn còn thua xa thành này khác với thành lâm hải chính là trong dòng người như thoi đưa ở xung quanh hầu hết mọi người đều là phàm nhân không có chút tu vi pháp lực nào tu tiên giả cũng không nhiều phần lớn đều là kết đan kỳ còn nguyên anh kỳ rất ít đồng thời những tu tiên giả này không ai ngoại lệ đều thu liếm khí tức như là phàm nhân bình thường đi lại lẫn lộn trong dòng người trên đường tới đây hắn cũng đi ngang qua không ít thành trì lớn nhỏ tuy nhiên trừ thành lâm hải hoang sơ ở bên ngoài còn tuyệt đại đa số các thành đều thuộc về thế tục giới phân theo các quốc gia. Trong những thành trì đó, việc tu sĩ thu liếm khí thức không cho phép phi hành như là một quy định bắt buộc bất thành văn ở trong thành. Việc này là để giữ gìn trật tự của thế tục giới. Duy trì những trật tự này đương nhiên là do thế lực phía sau làm, chính là thế lực tu tiên. Đương nhiên, một thành có quy mô cỡ trung bình đều âm thầm thiết lập một vài khu vực làm phường thị ở bên trong để phục vụ các tu sĩ lưu lại. Thành Quan Nguyệt là thành lớn nhất trong phương viên mấy vạn dặm xung quanh, nên tất nhiên cũng có phường thị trong thành phường thị nằm ở khu vực đông nam cấm chế nơi này trong con mắt của hàn lập mà nói thì đúng là thùng rỗng kêu to hắn đi rất nhanh dọc theo con đường lớn có cửa hàng mọc san sát thẳng tới một tòa tháp cao được xây bằng những viên đá lớn màu trắng tháp này cao chừng mấy chục trượng nhìn cũng có chút hùng vĩ khi ánh nắng chiếu rọi toàn thân tháp tỏa ra một những tia hào quang óng ánh vô cùng bắt mắt nơi này chính là chỗ đặt đại trận truyền thống của thành quan nguyệt ở gần tòa tháp lớn màu trắng còn có một tòa đại điện tỏa ra ánh sáng vàng trói mắt. Chính là tiên sản của thành này. Hàn lập cất bước vào trong tháp lớn màu trắng. Ở trong đại điện tầng 1, thứ đầu tiên đập vào mắt hắn chính là năm cái đại trận truyền tống đứng cách nhau không quá trăm trượng, phân bố khắp cả đại điện tạo thành một vòng tròn. Bên cạnh mỗi cái đại trận đều có một tu sĩ mặc kim bào. Trên áo bào đều theo đồ án kim long, nên có thể biết những người này đều thuộc về thế lực tiên cung. Mà bên cạnh mỗi truyền tống trận đều có mấy tu sĩ đang đứng thưa thớt dường như đang chờ cái gì đó. Ánh mắt Hàn Lập liếc qua một chút, rồi trực tiếp đi tới cái truyền tống trận ở giữa. Vị đạo hữu này, xin mời tới bên kia giao nạp linh thạch trước, rồi nhận lấy một cái truyền tống phù. Chờ đủ số lượng là có thể truyền tống. Không đợi Hàn Lập mở miệng, một thanh niên kim bào mỉm cười, nói: "Hàn Lập nhìn theo chỗ thanh niên chỉ, thấy nơi đó có một cái bàn đá rất dài. Sau cái bàn có một lão giả mặc kim bào đang ngồi, trước cái bàn còn có mấy người đang xếp hàng." Mà lúc này người xếp đầu tiên lấy một lệnh bài màu vàng cùng một túi nhỏ linh thạch đưa ra. Hàn lập thấy vậy, trong lòng hơi động, lúc này, hắn quay người rời khỏi đại điện truyền tống. Hắn đi vào một cái hẻm nhỏ không một bóng người ở gần đó, yên lặng đi dạo một vòng, đi tới lúc cả người đã biến thành một người trung niên có da mặt khô vàng, hắn liền đi thẳng vào trong tiên sản, tới chỗ làm tiên lệnh. Báo danh tính, nơi xuất thân, một lão giả hói đầu hỏi, lệ phi vũ, xuất thân núi lung ngọc, hàn lập bình tĩnh đáp, lúc trước hắn lấy thân phận liễu thạch xuất thân từ thành lâm hải nếu có người tận lực muốn điều tra việc này chưa chắc không thể điều tra được vì vậy tiếp tục sử dụng thân phận này sẽ không an toàn nên tốt hơn là thay đổi sau một lát hàn lập đi vào trong tháp lớn đá trắng một lần nữa rồi cũng rất nhanh đã đến lượt hắn truyền tống đi nơi nào lão giả mặc kim bảo tiếp nhận tiên lệnh do hàn lập đưa tới mặt không thay đổi hỏi thành hồng hồ ánh mắt hàn lập hơi lóe lên trả lời thành lôi minh ở bờ biển cực đông của đại lục hoang lan xa hơn nữa chính là bắc hàn tiên vực tiếng tăm lừng lẫy đại dương lôi bạo thành này chiếm diện tích cực lớn lại là đầu mối then chốt ở bờ biển nếu muốn vượt qua đại dương lôi bạo tiến đến đại lục khác các tu sĩ cấp cao đều sẽ tụ tập tại đây có được vị trí địa lý ưu thế như vậy thành lôi minh tất nhiên là phồn hoa dị thường tuy không nói là đại thành đệ nhất đại lục hoang lan nhưng cũng có thể xếp vào một trong năm vị trí đứng đầu chịu ảnh hưởng của đại dương lôi bạo bầu trời trên thành quanh năm tối đen như mực do bị rất nhiều tầng mây đen dày đặc bao trùm thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy những tia chớp rất to sáng rực xuyên qua cả mây phát ra âm thanh đùng đùng ngoài ra trong thành cứ cách vài dặm lại có một cây đại thụ thông thiên mỗi một cây đều cao ngàn trượng toàn thân cây đều có màu tím sậm lá trên cành cây ẩn hiện hoa văn hình tia sét cây đại thụ màu tím có cành lá vô cùng tươi tốt phảng phất một cái dù to lớn màu tím trống lên vậy giữa chúng kết nối liên kết lẫn nhau khiến cho phía trên cả tòa thành trì bị những cành lá màu tím sum xuê này che kín mít. Những cây đại thụ màu tím này tên là cước lôi thụ, có năng lực hấp dẫn và dự trữ lôi điện lực, nên cũng không sợ bị xét đánh. phía trên đại dương lôi bão quanh năm có sấm chớp mưa bão đáng sợ, thành lôi minh ở gần hải vực lôi bão nên cũng thường xuyên bị tác động. nếu không có những cước lôi thụ này, chỉ sợ thành lôi minh đã sớm bị phá hủy hầu như không còn. trừ cái đó ra. Cây này còn có thể dùng lôi điện lực dự trữ chuyển hóa thành lôi quang, cung cấp lôi quang chiếu rọi tòa thành liên tục cả ngày đêm. Cho nên, ở trong thành lôi minh không phân biệt ngày đêm. Trong trung tâm thành, một đại điện trong tầng thứ nhất của tháp lớn màu tím có hơn 10 cái truyền tống trận lấp lóe không ngừng, truyền tống từng lớp người hoặc đến hoặc đi. Đại điện ở tầng thứ nhất này có diện tích cực lớn, chừng mấy trăm trượng nhưng rất đông người, chen chúc nhau. Lúc này, bên trên một cái truyền tống trận lóe lên quang mang, mười mấy nhân ảnh hiện lên. Rồi lập tức đi ra Một người trong đó là một người trung niên da mặt khô vàng Chính là Hàn Lập huyến hóa dung mạo Hắn đi theo dòng người ra khỏi đại điện truyền tống Hàn Lập nhìn qua một con phố rộng rãi phía trước Không khỏi thở dài ra một hơi Trải qua mấy tháng đi đường Cuối cùng đã đến nơi này Chỉ cần vượt qua đại dương lôi bạo Là có thể đến Trúc Long Đạo ở đại lục Cổ Vân Mặc dù phía trên có cước lôi thụ che phủ Nhưng thỉnh thoảng vẫn có thể nghe được tiếng sấm vang rền trên trời nhưng nhìn dòng người như thoi đưa trên đường phố thì phần lớn vẻ mặt họ vẫn như thường hiển nhiên là sớm đã quen thuộc với việc này chỉ có những người lần đầu đi vào thành lôi minh mới có thể bị tiếng sấm liên tiếp làm ảnh hưởng đến tâm thần mà có chút không tập trung hàn lập đương nhiên sẽ không chịu ảnh hưởng của những tiếng sấm này nhưng hắn quan sát mấy lần mà vẫn chưa có phát hiện gì về biển cây trên đỉnh đầu tản ra điện quang màu trắng nhưng vào lúc này có một giọng nói trẻ tuổi truyền vào trong tai hắn vị tiền bối này nhìn dáng vẻ ngài Chắc hẳn là lần đầu tiên tới thành Lôi Minh rồi." Hàn Lập nghe vậy, nhìn về phía giọng nói phát ra, thấy cách đó không xa, một chàng thanh niên có vẻ ngây thơ và chân thành đang vừa đi về phía mình, vừa chắp tay thi lễ. Thấy Hàn Lập không nói gì, chàng thanh niên tiếp tục nói: "Tại Hà Cố Tam Minh, trong thành đường đi phức tạp, xử lý rất nhiều chuyện sẽ không thuận tiện. Nếu như tiền bối cần phải mua thứ gì, hoặc cần tìm một địa phương nào thì tiểu nhân có thể giúp ngài một tay." Phong tín tử cũng tốt, ngươi có thể nói một chút là làm như thế nào mới có thể an toàn vượt qua đại dương lôi bạo đi. Hàn lập nghe vậy, mặt không thay đổi, mở miệng hỏi. Tiền bối, muốn vượt biển, thanh niên ngây thơ thấy nao nao, thế nào, không được sao. Hàn lập trao mày, không có, không có, nếu tiền bối muốn vượt biển, vậy xem như tìm đúng người rồi. Dù tiểu nhân có tu vi thấp, nhưng ít năm trước đây có làm việc tại thương hội Hắc Phú. Nếu muốn vượt qua đại dương lôi bạo, thì cũng chỉ có lôi chu của thương hội Hắc Vũ là vượt biển an toàn nhất. Nếu tiểu nhân nhớ không lầm thì hơn 2 tháng sau, sẽ có một chiếc lôi chu vượt biển xuất phát. Hiện tại chắc là còn có danh ngạch, bởi vì Hàn Lập che giấu khí tức trên thân, nên thanh niên vốn cho rằng hắn chỉ là một tu sĩ đây du lịch, nhưng sau đó suy nghĩ lại, lập tức xoay chuyển lời nói. Lôi chu vượt biển, Hàn Lập hơi nhíu mày, là tiểu nhân sơ sót, tiền bối vừa tới thành lôi minh tất nhiên là chưa quen thuộc tình hình nơi này thanh niên ngây thơ vội vàng tạ lỗi không sao người quen thuộc như thế liền nói cho ta nhiều nhiều một chút về tình hình liên quan tới việc lôi chu vượt biển đi càng kỹ càng tốt nếu làm ta hài lòng tiền thưởng sẽ không thiếu hàn lập thản nhiên nói lúc trước trên đường từ vài chỗ hắn có biết một chút liên quan tới cách vượt qua đại dương lôi bạo hoàn toàn chính xác là cũng đã được nghe nói về cái lôi chu vượt biển bất phàm này bây giờ đích thân tới tận nơi vừa vặn cần phải hiểu thật rõ mới được dù sao đại dương này được loan truyền là nguy hiểm như thế, nên tất nhiên hắn muốn tận lực tìm một phương thức tương đối ổn thỏa vượt đại dương. Đúng, lôi chu vượt biển là một loại phi thuyền đặc thù được chế tạo và tế luyện để chuyên dùng vượt đại dương lôi bạo. Quanh năm trên đại dương lôi bạo tràn ngập sấm sét mưa bão cực kỳ đáng sợ, thường xuyên có sóng to gió lớn, có thể so với 9 tầng lôi kiếp. Phi thuyền bình thường tiến vào bên trong sẽ nhanh chóng bị lôi điện lực đáng sợ xé nát nhưng riêng lôi chu vượt biển lại sử dụng chất liệu cực kỳ đặc thù, chính là vật liệu chịu lôi. Bên ngoài lại chế thêm một màng cước lôi thụ là chất lỏng được tinh luyện từ cước lôi thụ tạo thành một tầng ngăn cách đặc thù. Dù lôi bạo lớn hơn nữa cũng không thể mảy may gây thương tổn được nó. Rất an toàn xuyên qua đại dương lôi bạo, lúc này, thanh niên ngây thơ nghe vậy, cười rạng rỡ rồi chậm rãi nói. Thì ra là thế, để dùng thuyền này thì cần bao nhiêu linh thạch? Hàn lập khẽ vuốt cằm hỏi. Bởi vì lôi chu vượt biển là an toàn nhất, cho nên tất nhiên giá tiền cũng không rẻ. Cần 500 khối linh thạch cực phẩm, thanh niên ngây thơ xoa xoa đôi bàn tay, hơi trần chờ rồi nói. Đồng thời, chàng ta dùng ánh mắt len lén đánh giá Hàn Lập, thần sắc biến hóa. Dẫn ta đi xem, Hàn Lập không biến sắc, nói. Tiền bối, xin mời đi theo tiểu nhân. Thanh niên ngây thơ nghe vậy, trong lòng vô cùng hồi hộp. Mặc dù, chàng ta nhìn không ra được điểm gì trên khuôn mặt Hàn Lập, nhưng nếu đối phương thật sự lên thuyền thì do đã dốc sức mời mọc mà thành công nên chàng ta sẽ được thương hội ban thưởng một con số không nhỏ. chương 176, Lôi Bảo, hai tháng sau, trên một vùng mặt biển đen nhánh, nước biển hiện lên màu tím nhạt quỷ dị, kéo dài vô cùng vô tận đến hút tầm mắt. Trong đại dương bao la này, dù không có gió cũng có những ngọn sóng cao ba thước nổi lên. Giờ phút này trên biển, sức gió khá lớn, cuốn lên từng lớp sóng lớn dữ dội, phát ra tiếng ẩm ẩm như hàng vạn con ngựa đang chạy. Trên bầu trời, mây mù đen kịt lại rất dày, ép sát xuống chỉ còn cách mặt biển 6-70 trường. Mặt biển phía dưới sóng dâng lên rất cao, tựa như có thể chạm đến tầng mây đen trên bầu trời. Bên trong tầng mây dày đặc thỉnh thoảng có một tia xét to lớn lóe lên ánh chấp, chiếu sáng cả hải vực, tiếng sấm nổ ầm ầm. Lúc này, mặt biển giống như cảnh tận thế, nơi đây chính là đại dương lôi bạo, tiếng tăm lừng lẫy ở Bắc Hải Tiên vực. Ầm ầm, lại một tia sấm chớp to lớn lóe lên, xé rách mặt biển mờ tối. Ở phía xa dưới tầng mây đen, một cái bóng to lớn hiện ra, nhanh chóng bay tới. Đó là một chiếc thuyền lớn màu tím sập, dài mấy trăm trượng, cao mười mấy trượng, vượt qua sóng gió, phóng nhanh đi. Toàn bộ thân thuyền thoạt nhìn được chế tạo bằng gỗ. Tuy nhiên, gỗ này cũng không phải là vật liệu bình thường, mà cho người ta một cảm giác như kim loại, vô cùng kiên cố. Trên thân thuyền khắc đầy phù văn, lóe ra ánh sáng màu tím. Kỳ lạ nhất là bề mặt toàn bộ chiếc thuyền lớn này được bao phủ bởi một màng mỏng óng ánh. Mặc dù, chiếc thuyền lớn màu tím cố gắng bay ở tầm thấp, nhưng vẫn khó tránh khỏi sấm sét điên cuồng trên tầng mây đánh xuống. Nhưng những tia sét huy lực cực lớn kia vừa đánh trúng màng mỏng trên chiếc thuyền lớn lập tức đều bị bắn ra, mà màng mỏng kia cũng không rung lên chút nào, vững chắc như núi. Thoạt nhìn đây là một chiếc thuyền chuyên chở khách, bên trong chiếc thuyền lớn là từng căn phòng độc lập với nhau. Mỗi căn phòng đều có cửa sổ hướng ra ngoài, từ cửa sổ có thể thấy rõ tình cảnh bên ngoài sớm nghe nói đại dương lôi bạo danh xưng là lôi đình tuyệt vực muôn hình vạn trạng quả nhiên danh bất hư truyền bên trong một căn phòng của chiếc thuyền một thanh niên hơi mập khuôn mặt trắng nõn đứng bên cửa sổ ngắm nhìn từng tia sấm chấp to lớn xé rách bầu trời bên ngoài chật chật tán thưởng không thôi sau lưng thanh niên là một nam tử trung niên khuôn mặt khô vàng đang ngồi xếp bằng giờ phút này hắn cũng nhìn về phía ngoài cửa sổ khẽ gật đầu nói đây đúng là nơi hiểm cảnh kỳ lạ quả thực khó gặp nam tử đó chính là hàn lập Lệ huynh, người có lẽ không biết, nơi gia tộc ta ở đều là núi, khí hậu lại khô giáo, quanh năm suốt tháng đều không có mưa, nếu để bọn họ thấy cảnh này chắc sẽ rất hứng thú. Gã thanh niên hơi mập hưng phấn nói, Hàn Lập nghe vậy, chỉ cười cười, cũng không nói tiếp. Gã thanh niên hơi mập này có tên là Tôn Khắc, là một tu sĩ luyện hư kỳ. Theo gã kể thì gã chính là thiếu gia của một gia tộc có thế lực không nhỏ ở đại lục Hoang Lan. Hai người bọn hắn kết bạn từ hơn một tháng trước, lúc đó, hàn lập ở phường thị của thành lôi minh đã tìm một khách sạn vắng vẻ chờ lôi chu xuất phát nhưng trước một đêm lôi chu xuất phát ngẫu nhiên thấy tôn khắc ở cùng khách sạn bị người truy sát hắn vốn dự định không xen vào việc của người khác nhưng kẻ truy sát kia lại có tu vi hợp thể kỳ định tàn sát toàn bộ người trong khách sạn để xóa dấu vết hàn lập thấy vậy liền giơ tay nhấc chân diệt sát đối phương tại chỗ tôn khắc vô cùng cảm kích đại ân cứu mạng của hàn lập ngày thứ hai hai người lại gặp nhau lần nữa ở bến thuyền lôi chu Tôn khác lại cũng đi Đại Lục cổ Vân, nên đồng thời cùng lên thuyền với Hàn Lập. Gã kể là đi ra ngoài du lịch, thì có kẻ truy sát lại chính là tên trưởng lão trong gia tộc. Tên trưởng lão này được tộc trưởng phân phó đi theo để bảo vệ gã nhưng lại bị huynh đệ cùng cha khác mẹ trong gia tộc mua chuộc, định ở trên đường thần không biết quỷ không hay ám sát gã. May mà gã phát hiện kịp thời, được mấy tên tâm phúc liều chết bảo hộ, mới một đường chạy trốn tới nơi này. Mà ở trên đường, gã cũng được biết hình như xuất hiện biến cố lớn trong tộc nói tóm lại là bây giờ gã không trở về được để tránh đầu sóng ngọn gió gã quyết định dứt khoát rời khỏi đại lục hoang lan này sau khi nói chuyện hàn lập phát hiện kiến thức người này rất phong phú dường như từ xưa tới nay gã ta thích tìm hiểu các loại điển tịch ngọc giản tạp học giã sử lúc này hắn liền thuận nước đẩy thuyền kết bạn đi cùng người này dù sao từ khi trở lại tiên giới đến nay hắn ở hải vực hắc phong trong thời gian dài nên kiến thức lịch duyệt trên tiên giới vẫn có chút khiếm khuyết vừa lúc hắn mượn cơ hội này để tìm hiểu rõ hơn. Tôn Khắc đọc đầy một bụng chính tịch giã sử, trong đầu là các loại kiến thức tạp học, lại còn có tính ưa thích khoe khoang, bình thường ở gia tộc không có người nhàn rỗi nghe gã kể chuyện. Lần này, gã gặp được Hàn Lập, đối phương lại khiêm tốn thỉnh giáo, có vẻ chăm chú lắng nghe, như gãi đúng chỗ ngứa, lại thêm ơn cứu mạng, tự nhiên là hảo cảm với Hàn Lập tăng lên nhiều. Nghe nói càng tiến vào sâu trong đại dương lôi bạo thì sấm sét càng mãnh liệt. Lúc này, Chúng ta vừa mới xuất phát không lâu, sấm sét bên ngoài đã mạnh như thế, vào sâu bên trong đại dương lôi bạo, sợ rằng sấm sét sẽ còn mạnh gấp 10 lần. Khóa hải lôi chu này không có vấn đề gì chứ?" Hàn Lập nhíu mày hỏi. "Lệ huynh yên tâm, lôi chu vượt biển này là dùng gỗ cước lôi 10 vạn tuổi chế tác mà thành, loại gỗ này có thể chịu được sét đánh." Mặt ngoài thân tàu được bôi tầng lôi màng kia, theo ta quan sát là dùng chất lỏng được chế xuất từ gỗ cước lôi tối thiểu 20 vạn tuổi. Sẽ không có vấn đề gì đâu." Tôn Khắc tự tin nói, không nghĩ tới Tôn Huynh lại hiểu biết về cấu tạo của lôi chu vượt biển này như thế. Hàn Lập tán thưởng một tiếng, Lệ Huynh quá khen, thương hội Hắc Vũ có liên quan không ít với gia tộc tại Hạ Đâu. Ôi, cũng không biết khi nào ta mới có thể được quay về gia tộc. Tôn Khắc dường như nghĩ tới điều gì, vẻ mặt trở nên ảm đạm. Hàn Lập thấy vậy, cũng không có nói gì thêm, đứng dậy, nhìn ra ngoài cửa sổ. Tuy cách một tầng cấm chế trên thuyền, Hắn vẫn có thể cảm giác được khí thế của sấm sét bên ngoài vô cùng mãnh liệt. Huyết mạch lôi bằng trong cơ thể hắn mơ hồ có chút hưởng ứng. Mặc dù nơi đây hung hiểm, nhưng đối với người tu luyện công pháp lôi thuộc tính, tuyệt đối chính là bảo địa. Bất quá, đại dương lôi bạo này cũng không phải chỉ có sấm sét đơn giản như vậy. Từ khi bắt đầu bước vào nơi này, Hàn Lập liền phát giác nơi đây áp chế không gian bắt đầu tăng cường. Thiên địa linh khí nơi này nồng đậm, áp chế không gian cũng cực lớn. Tốc độ độn quang và phạm vi thần thức cảm ứng của hắn bị hạn chế rất nhiều. Không nghĩ tới ở chỗ đại dương lôi bạo này, áp chế không gian so với địa phương khác lớn hơn mấy lần, không biết nơi đây có hoàn cảnh đặc dị gì. Tôn huynh, chắc ngươi cũng cảm thấy không gian nơi này bị áp chế. Ngươi có biết tại sao lại như vậy không? Hắn nhìn Tôn Khác bên cạnh hỏi. Điều này, liên quan tới việc này, tại hạ cũng đã tìm hiểu nguyên nhân, nhưng không thể tìm ra đáp án chính xác có người nói là hồi xưa đây là nơi hai vị đại năng cấp đạo tổ kịch chiến tạo ra cũng có người nói là trong đại dương lôi bạo này ẩn giấu một con lôi thú vô cùng to lớn tuy nhiên đây đều là lời đồn không cách nào xác định chính xác tôn khắc gãi đầu ngượng ngùng nói ha ha thật khó có được sự tình nào mà đến ngươi cũng không biết hàn lập cười ha ha một tiếng cũng không có truy đến cùng cảnh sát bên ngoài mới nhìn rất là rung động nhưng nhìn lâu cũng cảm thấy tẻ nhạt Tôn Khắc nhanh chóng không còn hào hứng thưởng thức phong cảnh nữa, liền chào Hàn Lập, rồi quay về phòng mình. Hàn Lập phất tay bày ra một đạo cấm chế trong phòng, sau đó lấy ra tinh di tử mẫu bàn, phất tay đánh ra pháp quyết. Trận bàn màu đen lập tức tản mát ra tia sáng chói mắt. Sau một lúc lâu, hắn phất tay ngừng thôi động trận bàn. Tay hắn nâng lên một vòng tròn trọng thủy lớn chừng quả trứng gà, lộ ra nụ cười khổ. Đến nơi này, năng lực truyền thống của tinh di tử mẫu bàn lại tiếp tục giảm rất nhiều, trải qua thời gian lâu như thế mới truyền tống được chừng này trọng thủy. Hắn lắc đầu, thu hồi trận bàn cùng trọng thủy, rồi lật tay lấy một bản biển tịch rất dày ra xem. Diện tích của đại dương lôi bạo vô cùng lớn, muốn vượt qua cần thời gian tối thiểu là 2-3 năm. Thời gian còn rất dài, thời gian trôi đi, trong nháy mắt trôi qua hơn nửa năm. Trong tầng mây càng ngày càng dày đặc sấm chấp, điều này có nghĩa là khóa hải lôi chu đã dần tiến vào chỗ sâu nhất trong đại dương lôi bạo. Hàn Lập đứng ở cửa sổ nhìn tầng mây bên ngoài, chỉ thấy từng luồng điện xà to lớn quay cuồng trong mây đen mỗi luồng cách nhau không xa toàn bộ hải vực bị chiếu sáng trong suốt không còn mờ tối như lúc trước hơn phân nửa điện xà đều quay cuồng trong tầng mây chỉ có một ít đánh xuống thể tích chiếc thuyền quá lớn thường xuyên bị sấm xét bổ chúng luồng xét nơi đây to lớn hơn nhiều so với trước đây uy lực hiển nhiên cũng tăng nhiều mỗi lần bị xét đánh chúng chiếc thuyền cũng bắt đầu run rẩy lôi mang trên thân thuyền rung lên từng đợt nhưng không có dấu vết nứt vỡ Hàn Lập đứng ở cửa sổ, tập trung nhìn sấm sét tàn phá bừa bãi bên ngoài. Vẻ mặt hắn chăm chú, sấm xét nơi đây nhìn có vẻ lộn xộn, nhưng lại ẩn chứa một loại huyền diệu nào đó, biến hóa vô tận. Nhìn những luồng lôi điện biến hóa, lĩnh ngộ của hắn đối với lôi pháp mơ hồ có chút tiến bộ. Vào thời khắc này, mây đen giữa không trung đột nhiên cuộn trào, mặt biển phía dưới cũng cuồn cuộn mãnh liệt, sấm sét trong tầng mây cũng nổ kịch liệt, phát ra tiếng trầm đục vang dội, giống như có đồ vật khổng lồ va nhau ánh mắt hàn lập sáng lên, bất quá cũng không lộ vẻ kinh hãi. Hắn nhìn thấy cảnh tượng này quá nhiều lần trên đường rồi. Hào quang màu tím trên khóa hải lôi chu tỏa sáng rực rỡ, lập tức thay đổi phương hướng, bay tới phía xa chạy trốn. Dù lôi chu hành động nhanh, nhưng tầng mây giữa không trung biến hóa càng nhanh, trong nháy mắt tạo thành một vòng xoáy khổng lồ. Vù vù, vòng xoáy tầng mây phảng phất như thu hút sấm sét đến, đều hội tụ lại. Những luồng sét tại trung tâm vòng xoáy tung tóe tán loạn, những tia sét ép gần nhau, va chạm, cháy rực hiện ra màu trắng lóa mắt không thể nào nhìn thẳng. Tiếng ầm ầm, đáng sợ vang lên, phi thuyền phóng hết tốc lực để bay khỏi phạm vi bao phủ của vòng xoáy giữa không trung. Sau một khắc, vòng xoáy khổng lồ ở trung tâm bỗng nhiên sáng lên. Vô số hồ quang điện to lớn từ đó phun ra, đánh xuống mặt biển phía dưới, bao phủ phương viên mấy ngàn dặm. Từng luồng xét to lớn không gì sánh được, giống như từng cây đại thụ, tạo thành một cánh rừng xét khổng lồ mặt biển phía dưới cũng cuồn cuộn như nồi nước sôi trào. Cũng may lúc này, khóa hải lôi chu đã miễn cưỡng bay ra khỏi phạm vi bao phủ của vòng xoáy, cũng không bị rừng xét kia bổ chúng. Ánh mắt hàn lập lóe lên, có chút sợ hãi lẫn thán phục. Cảnh này chính là lôi bạo nổi tiếng nhất đại dương lôi bạo. Lôi bạo nơi đây chia thành rất nhiều loại, loại vòng xoáy sấm xét này cũng thường hay gặp, chương 177, con trai khổng lồ dưới biển sâu. Ngoại trừ vòng xoáy sấm xét này, Dọc theo con đường này Hàn Lập còn hiểu biết thêm về lôi bạo sương mù, lôi bạo vòi rồng là các loại lôi bạo còn đáng sợ hơn. Nhưng mà, theo như lời tôn khắc nói, chiếc lôi chu vượt biển này chắc chắn vô cùng, tuy rằng gặp phải một ít mạo hiểm, nhưng đều hữu kinh vô hiểm bình an vượt qua. Lôi chu vượt biển tiếp tục bay đến phía trước, sau mấy hơi thở, nó liền bay ra mấy trăm dặm để hết thảy vòng xoáy tầng mây giữa không trung ở lại phía sau. Sau khi qua cánh rừng sấm sét những tầng ngoài cùng của vòng xoáy tầng mây bắt đầu chậm rãi tiêu biến, rất nhanh chỉ còn lại một lỗ thủng màu đen ở giữa, cũng sắp tiêu tán. Hàn Lập Định không nhìn nữa, nhưng đúng vào lúc này, khi liếc vào giữa lỗ thủng màu đen, hắn thấy có một cái bóng mơ hồ hiện lên. Tuy nhiên, vì khoảng cách quá xa, giữa không trung có một chút sấm sét còn sót lại quấy nhiễu, nên hắn nhìn không rõ lắm. Tâm niệm vừa động, hắn lập tức thả thần thức ra, tràn tới phía lỗ thủng màu đen. Nơi này đã ở sâu trong đại dương lôi bạo, tràn ngập sương mù trong hư không, lực áp chế không gian rất mạnh. Mặc dù là thần thức của hắn thì cũng chỉ có thể tràn ra mấy trăm giặc, khó khăn lắm mới tràn được vào trong lỗ thủng màu đen kia. Sắc mặt Hàn Lập đột nhiên biến đổi, thiếu chút nữa hắn phải nhảy dựng lên. Thần thức của hắn cảm ứng được cái bóng bên trong lỗ thủng màu đen kia rõ ràng là một con mắt khổng lồ. Con mắt khổng lồ kia lớn chừng mấy trăm trượng, có màu da cam, giữa con ngươi to lớn có một đường vân thẳng đứng dài nhỏ, lạnh như băng, lóe lên ánh sáng chói. Thần thức Hàn Lập phủ đến đây đã là cực hạt không có cách nào tiếp tục tra xét toàn cảnh chủ nhân của con mắt này. Tuy nhiên, chỉ từ độ lớn của con mắt màu da cam này thì có thể phán đoán bản thể của nó tuyệt đối to lớn vượt xa bất cứ sinh vật nào Hàn Lập đã gặp qua trước đây. Vào thời khắc này, con mắt màu da cam tựa hồ cảm ứng được thần thức Hàn Lập, có chút hơi giật mình, hướng về phía hắn nhìn lại. Trong lòng Hàn Lập có chút hồi hộp, dâng lên một cảm giác bất an khó hiểu, đang định thu hồi thần thức, nhưng đã muộn. Một cỗ khí thức đáng sợ cách không truyền đến, phảng phất như một cái búa tạ đập vào thần hồn của hắn. Bụp, hắn há mồm phun ra một búng máu tươi lớn, trong nháy mắt sắc mặt trở nên trắng bệch, thần hồn của hắn run rẩy kịch liệt phảng phất như ánh nến trong cuồng phong, lập tức muốn tán loạn ra. Trong hoàn cảnh chỉ mảnh treo chuông, hắn vội vã bảo vệ chặt chẽ tâm thần, vận hành luyện thần thuật. Lực lượng thần thức trong đầu đều vận chuyển, hóa thành vô số sợi tơ óng ánh bao trùm thần hồn đang nhất thời không ngừng run rẩy. Những sợi tơ óng ánh quấn vào nhau, rồi dung hợp lại, hóa thành từng sợi xiềng xích óng ánh, thành từng lớp từng lớp trói buộc thần hồn. Một cổ lực trói buộc cường đại bao phủ xuống, rốt cục thần hồn miễn cưỡng ổn định lại. Hắn mở to mắt, nhanh chóng lấy một đan dược ăn vào, đồng thời lật tay lấy ra một bình ngọc nhỏ. Bên trong là nửa bình chất lỏng màu tím nhạt, tỏa ra một mùi thơm ngát kỳ dị. Lập tức Hàn Lập ngửa đầu uống một hớp lớn. Trước đây, sau khi hắn luyện chế hóa thân địa trích, hắn dùng một chút nhựa còn lại của đàn hồn hoa chế thành một loại linh dịch dưỡng hồn đối với việc khôi phục thần hồn bị tổn thương có tác dụng không nhỏ dưới tác dụng của đan dược và linh dịch sắc mặt của hắn mới trở nên tốt hơn một chút sau khi hít sâu một hơi hắn liếc mắt nhìn ra bên ngoài một lần nữa tốc độ phi hành của lôi chu vượt biển cực nhanh lúc này nó đã hoàn toàn bay khỏi vùng hải vực kia lỗ thủng màu đen cũng bị tầng mây khác che lấp đã không thể nhìn thấy mảy may gì nhưng hàn lập không dám khinh thường chút nào vung cánh tay lên mấy trăm tia sáng bắn ra hạ xuống các nơi bên trong phòng, mở ra hết cấm chế đến các cấm chế khác. Trong tay hắn lóe lên ánh sáng rực rỡ, xuất hiện một thanh trường đao màu đen. Chính là vật lấy được từ tên phương bàn, những ngày qua hắn đã kiểm tra, thanh đao này chính là một thanh hậu thiên tiên khí phẩm chất tốt, ẩn chứa một lực pháp tác phá hoại cường đại, cho nên mới có thể phá được tầng phòng ngự cường hãn của sơn nhạc cự viên do hắn biến thân. Tuy nhiên, trước mắt hắn hoàn toàn không hiểu rõ nó thuộc về loại pháp tắc nào. Đồng thời, bên cạnh hắn cũng hiện ra một số món linh bảo, bay lượn vần quanh, sẵn sàng đề phòng. Lôi chu theo gió vượt sóng bay nhanh về phía trước, thời gian từng giờ trôi qua, trong nháy mắt đã qua gần nửa canh giờ. Xung quanh gió êm sóng lặng, cũng không có bất kỳ thứ gì khác thường. Đến tận bây giờ, hắn mới chậm rãi thả lỏng, thu thanh đao màu đen và vài món linh bảo khác vào, nhưng không thu hồi cấm chế xung quanh. Hắn khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt lại, một vầng hào quang màu xanh sáng lên, bao phủ thân thể hắn. Mấy ngày sau, vầng hào quang màu xanh tiêu tán, hiện ra thân thể hàn lập. Hắn chậm rãi thở ra một hơi, khí sắc đã tốt hơn rất nhiều, tổn thương thần hồn cũng khôi phục được non nửa. Con mắt khổng lồ kia rốt cuộc là cái gì? Lúc này hàn lập vẫn còn sợ hãi trong lòng, mặc dù chỉ là mới vừa hơi tiếp xúc. Nhưng hắn cảm thấy rõ ràng chênh lệch giữa mình và chủ nhân con mắt khổng lồ kia cách nhau cả một khoảng trời vậy, phảng phất như con kiến và người khổng lồ. Chỉ một ánh mắt của đối phương thiếu chút nữa khiến cho hắn hồn phi phách tán hắn có nghe qua tôn khắc nơi nào đó trong đại dương lôi bạo có một ít lôi thú kỳ dị sinh sống, trời sinh đã có năng lực điều khiển lôi điện lực, lợi hại phi thường. Tuy nhiên, căn cứ theo sự miêu tả của gã, những con lôi thú này mạnh nhất cũng chỉ tương đương với tu sĩ chân tiên cảnh, so với chủ nhân của con mắt khổng lồ kia thì thực sự chênh lệch quá xa. Vừa nhớ tới đấy, trong đầu hắn đột nhiên hiện ra ngày đó tôn khắc có nhắc đến câu nói nào đó mà trong bộ giả sử đã từng đề cập. Đại dương lôi bạo này theo lời đồn sở dĩ xuất hiện tình cảnh có lực áp chế không gian là bởi vì có một con cự thú di thiên bỗng nhiên chiếm giữ nơi này bố trí ra. Chẳng lẽ lời đồn này là sự thật, cự thú di thiên kia chính là bản thể của con mắt khổng lồ. Trong đầu hàn lập quay cuồng, nhưng lập tức lắc đầu. Việc này suy nghĩ nhiều vô ích, hắn vất vả lắm mới hữu kinh vô hiểm mà tránh thoát một kiếp, cũng không muốn gặp lại cự thú đáng sợ đó. Khoảng nửa năm sau, trên tầng cao nhất của lôi chu vượt biển, có một căn phòng rộng chừng mấy chục trượng. Ở trong có bầy một vài cái bàn, có một ít bồn cảnh tinh xảo, còn có bình phong ngăn cách giữa các bàn, mang dáng dấp tử lâu của địa phương. Cửa sổ xung quanh căn phòng vừa rộng lại vừa cao, dùng vật liệu trong suốt chế tạo, nên từ nơi này có khả năng thấy rõ tình huống bên ngoài. Để đi qua toàn bộ đại dương lôi bạo phải cần thời gian mấy năm, ở mãi trong phòng sẽ rất nhàm chán. Vì vậy trên lôi chu cũng sắp đặt một chỗ như là tử lâu, phòng trà để giải sầu. Trải qua một ít khu vực nguy hiểm ban đầu, người trên thuyền cũng dần dần quen với việc thỉnh thoảng có sấm chớp rền vang bên ngoài, bắt đầu đã có người ở đây uống rượu, tán chuyện phiếm. Tại một cái bàn, Tôn Khắc và Hàn Lập ngồi đối diện nhau. Tôn Khắc nở nụ cười, gã cầm trong tay một bình rượu tinh xảo màu đỏ thẩm, đưa chén để hai người rót rượu. Lệ huynh, đây là rượu hồng hạc nổi danh quê hương ta, mùi vị không tệ, mời nếm thử. Tôn Khắc cười nói ha hà ha, hà, Hàn Lập nghe vậy, cũng không nói thêm gì, bưng chén rượu lên, nếm thử một ngụm. Tôn khắc thích rượu, trong pháp khí chữ vật chứa đủ các loại rượu ngon nhưng uống rượu chỉ có một mình thì thật vô vị nên gã thường lôi kéo Hàn Lập uống cùng. Bởi sau khi uống rượu, Tôn khắc thường thổ lộ một ít các loại kỳ văn dị sự tiên giới mà gã tìm hiểu trong biển tịch. Vì vậy, Hàn Lập cũng vui vẻ thỉnh thoảng bồi tiếc gã. Rượu này thuần vị cam, uống êm, thấm sâu vào trong bụng. Sau khi uống xong, vùng đan điền hơi nóng lên, thật ra lại rất có ích đối với việc tu luyện của tu sĩ cấp trung nhưng đối với Hàn Lập mà nói thì lại không có tác dụng gì lớn. Hắn bưng ly rượu, ánh mắt nhìn ra phía bên ngoài. Xuyên qua cửa sổ trong suốt, có thể thấy rõ bên ngoài càng thêm dày đặc sấm chấp. Từng luồng xét to lớn sáng trắng xé rách hư không, làm cho người nhìn cũng có cảm giác rợn tóc gáy. Nơi này đã là vùng ở sâu giữa trung tâm đại dương lôi bạo, cấm chế bên ngoài lôi chu vượt biển đã khuếch đại ra mạnh nhất, tốc độc bay so với lúc trước cũng chậm hơn rất nhiều. Cảnh thế giới lôi đình thật đẹp, chỉ tiếc thực lực ta hơi yếu, bằng không nhất định phải thăm dò thật kỹ một chút đại dương lôi bạo này. Từng có tiên nhân lưu lại trong bút đàm có nhắc đến vùng biển này, mặc dù nguy hiểm nhưng cũng chính vì nguyên nhân như vậy mà tạo ra vô số tài liệu lôi điện quý hiếm mà ngoại giới căn bản vô duyên nhìn thấy. Thậm chí nghe nói còn có chân bảo hiếm thấy ẩn chứa pháp tắc lôi điện. Tôn Khắc cũng nhìn ra ngoài cửa sổ, than thở, cơ duyên tạo hóa vốn là cùng tồn tại với nguy hiểm. Chính là mạo hiểm càng lớn thì thứ đoạt được cuối cùng sẽ càng nhiều. Đương nhiên, bị ngã xuống khi mạo hiểm cũng sẽ tăng thêm. Hàn Lập nghe vậy, gật đầu nói, "Lệ huynh nói rất đúng." Ha ha, uống rượu, uống rượu. Tôn Khắc nghe vậy cười ha ha, vội vã đứng dậy thay Hàn Lập rót đầy. Ầm ầm, vào thời khắc này, Lôi Vân phía ngoài đột nhiên quay cuồng lên một lần nữa. Trong tầm mắt, tất cả Lôi Vân đều đang chấn động với phạm vi lớn hơn trước, phảng phất như trời sắp sập. Lôi Bạo lại nổi lên, Tôn Khắc thấy vậy, hơi kinh hãi. Hàn Lập cũng theo đó đứng lên, đi đến phía cửa căn tử lâu. Nơi này ở trên cao nhất của lôi chu vượt biển nên khi lôi bạo nổi lên thì chịu chấn động lớn nhất. Chính vì thế, mỗi lần lôi bạo nổi lên thì người ở đây đều phải rút khỏi. Vô số sấm sét hội tụ, hình thành từng luồng sét giống như những con rắn lớn. Mỗi luồng đều dài mấy trăm trượng, từ trên đám mây sét trên trời mà đánh thẳng xuống hải vực phía dưới. Ầm ầm, chỗ ngoài khơi bị luồng lôi xà đánh chúng trực tiếp nổ tung là du xà lôi bạo mọi người ở đây biến sắc đều rời khỏi từ lâu trốn xuống phía dưới chiếc thuyền lớn du xà lôi bạo thể hiện uy lực lôi bạo lớn nhất lôi chu vượt biển cũng phải dừng bay tận lực sang phải sang trái tránh né sợ bị lôi xà to lớn trực tiếp đánh chúng thực sự là mất hứng lệ huynh ta đi về trước tôn khắc không còn chút hứng thú nào lên tiếng chào hàn lập rồi về phòng của mình hàn lập qua cửa sổ nhìn ra bên ngoài sấm sét đang tàn phá bừa bãi bản thân hắn cũng định xoay người rời đi nhưng ánh mắt chợt chăm chú nhìn, rồi hắn phóng thần thức ra. Chỗ cách chiếc thuyền lớn chừng 5-600 dặm ở ngoài khơi đột nhiên quay cuồng, hiện ra một vòng xoáy khổng lồ. Một vật màu xanh lam, lớn vài trăm trượng từ trong vòng xoáy hiện ra, là một con trai biển vô cùng to lớn. Vỏ chai có màu xanh nhạt hiện ra từng đường vân hình tia sét. Khí tức khổng lồ trên thân thể nó tản ra thì rõ ràng là cấp chân tiên. Vỏ chai khổng lồ từ từ mở ra, có hai cái vòi giống như vòi voi lấp lóe ánh tím ở sâu bên trong từ trong lỗ thủng phun ra từng làn sương mù màu tím. Vèo, một ánh sáng tím từ bên trong vỏ chai bắn ra, là một vật lớn to cỡ đầu người. Từng tia chớp to lớn màu tím quấn quanh vật đó, vì tia chớp màu tím sáng chói mắt nên không thể thấy rõ đồ vật bên trong, nhưng dường như là một viên châu. Viên châu lôi điện màu tím vừa xuất hiện, lập tức sấm sét xung quanh quay cuồng. Từng luồng sấm sét to lớn đều hội tụ về phía viên cầu, rồi dung nhập trong đó. Càng hấp thụ nhiều luồng sấm sét, viên châu tỏa ra tia trước màu tím càng trói mắt âm thanh quái dị rất lớn liên tiếp phát ra từ trong vỏ chai dường như là con trai khổng lồ này đang hưng phấn gầm nhẹ ngọc trai trong lòng hàn lập khẽ động ở khoảng cách rất xa thần thức của hắn miễn cưỡng lắm mới dò xét ra được đến đó nhưng lại cảm ứng được rõ ràng chấn động mạnh mẽ tản ra từ viên châu màu tím kia viên châu kia không biết có phải là ngọc trai của con trai khổng lồ kia hay không nhưng bên trong chắc chắn ẩn chứa pháp tắc lôi điện cực kỳ mãnh liệt hắn hơi trầm ngâm bước nhanh về phòng của mình, phất tay tế ra một cây trận kỳ, bày ra mấy trận pháp cấm chế ở bên trong phòng. Lập tức thân hình hắn lóe một cái, hóa thành hư ảnh, nhanh chóng bay ra phía bên ngoài. Xung quanh chiếc thuyền lớn tuy có một ít cấm chế nhưng tất nhiên là không có tác dụng gì với hắn. Hàn lập vừa rời khỏi lôi chu, liền lật tay lấy ra thái nhất hóa thanh phù, dễ dàng trở nên xuyên thấu, bay tới chỗ con trai khổng lồ. mươi 178, cướp ngọc trước miệng trai. Trận lôi bạo này thanh thế rất lớn, lại kéo dài, cho đến bây giờ còn chưa thấy có dấu hiệu dừng lại. Chỗ trung tâm vòng xoáy, hai mảnh vỏ chai hơi mở, phun ra viên châu màu tím có từng tia hồ quang điện quấn xung quanh. Những tia hồ quang điện này đan vào nhau mơ hồ hình thành một cái miệng lôi điện rất lớn, hút lôi điện lực vô cùng vô tận ở xung quanh. Hiển nhiên, bên trong thiên địa lôi đình uy lực rất lớn này là nơi tu luyện lý tưởng nhất. Vào lúc này, một tiếng kêu quái dị từ xa truyền đến thanh âm này rất chói tai dù trong tiếng sấm vô cùng vô tận ở xung quanh nhưng không hề bị lấn át vỏ chai khổng lồ khẽ động một điểm tròn sáng màu xanh biếc trên vỏ chai bỗng sáng lên trong bóng tối dường như là con mắt của con trai này nó nhìn về phía âm thanh truyền tới chỉ thấy phía chân trời xa xa một bóng đen trong lôi bạo xuất hiện trong nháy mắt bay đến gần đó là một con cá voi màu tím lớn như hòn đảo hai con mắt to lớn của nó nhìn chằm chằm vào viên châu màu tím trên đầu con trai khổng lồ, lộ vẻ tham lam. Phía trên thân con trai khổng lồ mơ hồ tản ra khí tức to lớn khiến người ta kinh sợ. Con trai khổng lồ cũng không thu hồi lại viên châu màu tím ngay, mà mở rộng vỏ chai, phun ra hai luồng lôi điện to lớn màu tím, giống như hai con trường long lôi điện, hung hăng đánh về phía con cá voi khổng lồ. Xoẹt, những nơi lôi điện màu tím đi qua, hư không biên cuồng rung động, một mùi khét lẹt tỏa ra, dường như hư không cũng bị lôi điện màu tím thiêu cháy rồi